Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 661. Không hề do dự, xuất kiếm, rót chân nguyên khắp toàn thân vào trong. Kèm theo đó là bá khí vô tận, một kiếm phủ đầu, chém thẳng về phía yêu thú cấp bá chủ cảnh giới huyền võ tầng thứ 6. Một kiếm này, như tiếng lòng hắn, chém thẳng phía trước, thà chết không chùn bước. Miệng con mãng xà màu xanh ngậm chặt mãnh hổ, cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm, vội vàng nhả ra muốn lui lại. Rào. Nhưng khi nó vừa mới nhả ra, mãnh hổ đang mất rất nhiều máu bỗng bật lên tiếng cười điên cuồng, rung chấn khắp tám phương. Tốc độ giống như một ngôi sao băng vút qua, cắn ngược lại thân con mãng xà, khiến nó đau đớn giãy giụa liên tục, nhưng chẳng thấm vào đâu. Một giây sau, bá kiếm được rót đầy chân nguyên toàn thân của Lâm Nhất đột nhiên rơi xuống. Kiếm mang của bá khí như một cây trụ lớn, ánh sáng lấp lánh, chém đứt đầu con mãng xà màu xanh. Rầm. Trước khi chết, cái đuôi của con mãng xà khổng lồ này quẫy mạnh, nhanh như một đạo thiểm điện đánh trúng Lâm Nhất. Phụt. Lâm Nhất ói ra một ngụm máu ngay trong không trung, sau đó rơi mạnh xuống đất, chân nguyên hao sạch, khắp người đau đớn, trông cực kỳ chật vật. Oanh oanh oanh. Đi kèm với tiếng giống trầm đục, một cái bóng cực lớn từ từ áp sát đến chỗ Lâm Nhất. Đó chính là con mãnh hổ, nó mặc kệ vết thương chí mạng trên cổ mình mà bước từng bước đến. Lâm Nhất dùng mình một cái, bàn tay dùng hết sức vỗ mạnh lên mặt đất, giây phút hắn bật người, dần dần nhún mạnh trên mặt đất. Hồng hộc, bóng người vừa hay tránh thoát được cú vồ của con mãnh hổ. Chỉ chậm thêm nửa giây nữa thôi thì chắc chắn sẽ phải chết ngay tại chỗ. Muốn chết. Trong lòng Lâm Nhất bực bội, con mãnh hổ kim sắc này cũng không biết tự lượng sức, cơ thể đã sắp chết mà còn dám đi gây phiền phức cho hắn. Sau khi chạm đất, chịu đựng cơn đau đớn khắp toàn thân, nhấc thanh táng hoa kiếm lao qua. Vù. Nhưng con mãnh hổ kim sắc nhìn tưởng như sắp chết này bỗng nhiêu xoay người, tiếng giống giận dữ hóa thành cơn cuồng phong cuốn về phía Lâm Nhất. Nếu như là lúc bình thường, Lâm Nhất tiện tay là đã có thể hất được cơn cuồng phong này rồi. Nhưng bây giờ lại bị thổi cho lảo đảo như sắp ngã, phải lui lại hơn 10 bước, lấy kiếm đâm mạnh xuống đất mới có thể miễn cưỡng dừng lại được. Một người một hổ, đứng đối đầu nhau. So sánh với cơ thể khổng lồ của con mãnh hổ này, thì cơ thể Lâm Nhất vô cùng nhỏ bé, nhưng thần sắc nơi đáy mắt vẫn rất sắc bén, kiếm ý khắp người không hề suy giảm, chẳng có một chút vẻ sợ hãi nào. Trên cổ của con mãnh hổ kim sắc vẫn đang chảy máu không ngừng, bộ dạng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chết gục. Chương 662. Nhưng vẫn không hề mất đi vẻ uy nghiêm, mắt xanh chính trực, như thể trong mắt nó, tất cả mọi thứ trong cõi trần gian này đều là hư vô. Bầu không khí căng thẳng đầy mùi máu tanh từ từ lan ra giữa một người một hổ, ai cũng không dám lơ là dù chỉ một chút. Duy chỉ có đóa huyết tường vi ở phía không xa là vẫn đứng thẳng đầy ngạo mạn nhưng không hề lên tiếng. Cười nhìn bách hoa đô tàn, yên lặng ngắm người hổ đấu nhau. Màn kịch này nói cho cùng, chỉ có nó mới thực sự là kẻ ngoài cuộc đứng nhìn. An tĩnh nhàn nhã, độc lập thoát tục. Nơi sơn cốc trống trải, một người một hổ, rằng co không ai chịu nhường ai. Toàn thân Lâm Nhất đau đớn không thôi, chân nguyên hao sạch, nhưng bàn tay nắm thanh táng hoa kiếm vẫn không hề lơi lỏng. Lúc này, lùi một bước thì rất có khả năng sẽ là vạn kiếp bất phục. Mãnh hổ kim sắc ở đối diện to như một quả đồi, mặc kệ vết thương trên cổ chảy đầy máu tươi, đôi mắt xanh lạnh lùng dán chặt lên người Lâm Nhất. Bất kể là Lâm Nhất hay là mãnh hổ kim sắc đều không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Chỉ cần tìm được bất kỳ sơ hở nào thì đó đều sẽ là cơ hội để giết chết đối phương. Nếu như cùng so sánh, trạng thái của Lâm Nhất có vẻ khả quan hơn, mặc dù hắn bị trúng một đòn đuôi của mãng xà. Nhưng không phải là vết thương chí mạng, có thể kéo dài thời gian. Trên cổ của mãnh hổ kim sắc là chỗ bị mãng xà cắn, cho nên máu chảy ra như suối, lại thêm vết thương trước đó do ma viên và huyết hùng để lại, cứ kéo dài như vậy thì chắc chắn sẽ chỉ có con đường chết. Nhưng Lâm Nhất cũng không dám lơ là, sợ là con mãnh hổ kim sắc này dốc hết toàn lực trước khi chết. Hắn đã tận mắt nhìn thấy, hai con yêu thú cấp bá chủ cảnh giới huyền võ tầng thứ 6 đều bị con mãnh hổ này cắn chết tươi rồi. Với tình hình hiện tại của hắn mà phải chịu thêm một đòn như thế, chắc chắn chỉ có lành ít dữ nhiều. Không được, cứ thế này mãi cũng không được.
Cứ đối đầu mãi thế này thì chắc chắn hai người đều không sống nổi. Lâm Nhất nhìn chằm chằm con mãnh hổ kim sắc, trong lòng thầm đánh giá, con mãnh hổ này cực kỳ có linh tính, không phải là loại yêu thú tàn nhẫn bình thường. Hoặc là, suy nghĩ vừa hiện lên, Lâm Nhất cất giọng dò hỏi, có nghe hiểu lời ta nói không? Mãnh hổ chớp chớp mắt, có cơ hội. Ta có thể cứu ngươi, nhưng hoa này phải cho ta. Lâm Nhất chỉ vào vết thương trên cổ nó, lại chỉ vào đóa tường vi màu đỏ máu kiêu ngao no. Mãnh hổ kim sắc do dự một hồi, không hề báo trước, vươn móng vuốt của mình ra. Soạt, mặt Lâm Nhất khẽ biến sắc, kiếm ý khắp người đều rót lên trên táng hoa kiếm. Chương 663. Nhưng lại phát hiện, mãnh hổ kim sắc không hề tấn công hắn, nó vươn móng vuốt ra chỉ vào táng hoa kiếm trong tay hắn, đôi mắt cực kỳ bình tĩnh. Ngươi muốn ta bỏ kiếm xuống? Mãnh hổ kim sắc đặt móng vuốt xuống, khẽ cúi đầu, thần thái an tường, nhìn càng giống một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Mà không phải là một con yêu thú cấp bá chủ, vua của trăm loài yêu thú với sức mạnh một địch ba. Lâm Nhất suy nghĩ vài giây, cổ tay xoay một cái, kiếm thân hướng xuống dưới, tùy ý vứt sang một bên. Keng! Táng hoa kiếm cắm xuống mặt đất cách đó hơn 100 mét, trong một khóm hoa tàn, thân kiếm đang kêu ong ong không ngừng. Mãnh hổ kim sắc không hề về tới, mà ngược lại quỳ xuống, gỡ bỏ hoàn toàn trạng thái tấn công. Lâm Nhất thở phào một hơi, trầm giọng nói, vậy ta lên nhé. Soạt soạt soạt. Nhìn thấy mãnh hổ kim sắc không hề có ý phản đối, Lâm Nhất bước nhanh vài bước. Dẫm lên trên người mãnh hổ, như thể trèo lên một ngọn núi, leo lên đến vị trí cổ của nó. Liếc mắt nhìn vết thương trên cổ, vết thương vô cùng đáng sợ, da thịt nát như còn có ánh đen. Huyết long mã lịch luyện ở bên ngoài, sau khi bị thương hầu như đều là do Lâm Nhất xử lý. Cho nên Lâm Nhất đã quen tay xử lý vết thương của yêu thú. Đầu tiên loại bỏ nanh độc mà con mãng xà lưu lại, sau đó thoa kim sang dược, rồi băng bó lại bằng vải, động tác thành thạo, không hề vấp pháp. Trong lúc hắn xử lý vết thương, con mãnh hổ kim sắc ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt hơi khép, thần sắc an tĩnh. Một lúc sau, Lâm Nhất thở phào một hơi, cuối cùng cũng xử lý xong. Vèo, nhảy thẳng từ trên xuống, cả người đứng vững trên mặt đất, Lâm Nhất quay đầu lại nhìn. Ánh nắng rơi trên người mãnh hổ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu ôn hòa, nó nhắm nghiền hai mắt trông cực kỳ an tĩnh. Không giống như vua của trăm loài thú, mà càng giống một lão nhân đắc đạo có tâm thái ôn hòa hơn. Con hổ này không đơn giản. Lâm Nhất đã từng gặp rất nhiều yêu thú, gian xảo có, tàn nhẫn có, hung hãn có, bá khí có, nhưng lại chưa từng gặp một con mãnh hổ nào đặc biệt thế này. Không nghĩ đến nó nữa, quay người lại. Ánh mắt của hắn rơi lên ba con yêu thú, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, ba con yêu thú cấp bá chủ cảnh giới huyền võ tầng thứ 6. Đó chính là ba viên nội đan bao hàm yêu sát phương giả, giá trị không thể ước lượng được. Trước đó một viên nội đan của huyết lang vương thôi đã khiến đệ tử của hỗn nguyên môn đỏ mắt mong chờ rất lâu. Ba viên yêu đan vương giả cảnh giới huyền võ tầng thứ 6 là thứ không thể tưởng tượng. Chương 664. Thời gian ta thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 3 không được lâu, nguồn tài nguyên trong tay cũng không có nhiều, nhưng lại vừa hay có thể lợi dụng được. Nói không chừng, ba viên yêu đan vương giả cảnh giới huyền võ tầng thứ 6 này có thể khiến ta thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 4. Dù gì tu vi của hắn cũng không cao, có được viên yêu đan quý giá thế này, sau khi luyện hóa thì bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra. Nhưng mà cũng phải để lại cho Tiểu Hồng một chút. Nhục thân của con yêu thú này cũng có rất nhiều tinh túy, ví dụ như mật của con mãng xà, tay của con huyết hùng, tim của con ma viên, đều là nơi tích lũy tinh hoa nhật nguyệt, nguyên khí của trời đất cả mấy trăm năm. Nếu không, những con yêu thú này làm sao có thể ngưng tụ ra được yêu sát phương giả như thế? Thi thể của yêu thú đều to khổng lồ, Lâm Nhất bận bịu mãi hơn nửa canh giờ mới xử lý được hết toàn bộ. Ba viên yêu đan ở trước mặt hắn như thể vật sống. Bao hàm khí huyết dồi dào, phong phú như sông như núi. Huyết lang vương ở Ma Vân Sơn mạch còn lâu mới bị kịp được. Kê ngồ. Thu xong yêu đan, Lâm Nhất đi qua chỗ mặt đất cắm táng hoa kiếm, kiếm thân đột nhiên vang lên không ngừng. Mãnh hổ kim sắc đang nhắm nghiền hai mắt bỗng nhiên mở bừng ra, nhìn vào thanh kiếm trong tay hắn.
sâu trong đôi mắt xanh chính trực thoáng qua vẻ kiêng dè. Phải làm việc chính rồi. Ánh mắt Lâm Nhất loáng lên, đi về phía đóa huyết tường vi nọ. Hoa này thân thẳng ngạo mạn, cười nhìn bách hoa đô tàn, phong thái vô biên. Cánh hoa sáng bóng, kiều diễm như huyết, lại tựa như huyết tinh vô song, rực rỡ lấp lánh, từng hạt sương mai đọng trên đó vừa hay trông như những giọt lệ máu. Lâm Nhất đi qua hái, vừa mới chạm vào nó, đóa hoa lại vỡ tan ra như bong bóng xà phòng. Ý, tập trung nhìn lại, hình như cây hoa này đã dịch chuyển mấy bước. Vụt vụt vụt, đầu mày Lâm Nhất khẽ nhíu, ra tay nhanh như chớp, lưu lại mấy cái bóng trong không trung, nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào chạm được vào nó, chỉ có mùi hương hoa vẫn thơm, vẫn hòa vào trong không khí, tỏa ra khắp bốn phương. Nhưng ngửi mùi hương hoa mà lại không thể chơi đùa với nó. Thú vị! Lâm Nhất sờ mũi, không tiếp tục cưỡng câu. Chỉ mang táng hoa kiếm cầm sang bên cạnh, táng hoa kiếm ăn mùi hương của hoa nhưng không nhất thiết phải hái hoa. Keng! Táng hoa kiếm cắm phập xuống mặt đất, bung ra mị ảnh như trong giấc mơ, mùi hương hoa tràn ra tứ phía. Bên dưới mị ảnh này, mùi hương của đóa huyết tường vi tựa như làn sóng lan ra. Ở trước mắt Lâm Nhất ngưng tụ thành một vật hữu hình như mộng ảo. Chương 665. Từng làn sóng lăn tăn màu đỏ máu, bao phủ khắp trong không khí, Lâm Nhất vươn tay ra muốn chạm vào nhưng lại chạm hụt. Hướng ánh mắt về phía đóa huyết tường vi, chỉ thấy đóa vương hoa trong các loài hoa đầy kiêu ngạo và phong thái vô biên kia lúc này trông như thể một thiếu nữ đang dựa người lên thân kiếm. Kiếm ý lấp lánh trên thân táng hoa kiếm, mùi hương hoa dần trở nên hồng nàn. Tiếng ong ong không ngừng vang lên từ thanh kiếm. Lâm Nhất sờ cằm nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi cảm thấy lạ lẫm. Chỉ nghe nói danh kiếm tặng mỹ nhân chứ chưa từng nghe nói danh hoa yêu kiếm như điên. Hoa này trước đó còn chẳng muốn cho hắn chạm vào. Tiếng bước chân vang lên khẽ khàng, mãnh hổ kim sắc từ từ bước đến, âm thầm không gây ra tiếng động. Nó nhìn về phía Lâm Nhất, thần sắc trong mắt như có điều muốn nói. Lâm Nhất suy nghĩ một hồi. Vươn tay ra, mãnh hổ kim sắc cũng vươn móng vuốt đầy lông lá của mình. Móng vuốt sắc nhọn nhẹ nhàng vạch một đường trên bàn tay hắn. Tay khẽ nhói đau, một giọt máu chảy ra. Mãnh hổ vươn tay chỉ, ý bảo Lâm Nhất nhỏ máu mình lên thanh táng hoa kiếm. Lâm Nhất làm theo, nhỏ một giọt máu lên, giọt máu óng ánh như huyết châu trượt xuống thân kiếm. Khi giọt máu trượt xuống nơi tiếp xúc giữa đóa huyết tường vi và thân kiếm, bỗng nhiên hoa và kiếm bọc chặt lấy nhau. Khắp thân hoa run lên như thể cực kỳ vui vẻ, lắc lư không ngừng. Hồng hộc. Trong chốc lát, vô số cánh hoa màu đỏ máu bay lên từ thân nó, cánh hoa rơi khắp trời. Lâm Nhất vươn tay nhón lấy một cánh hoa đặt vào lòng bàn tay. Mùi hương hoa thơm nức mũi, nhưng chỉ chớp mắt cánh hoa tan biến như màn sương. Hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương, như ta ngửi hương. Như mộng như ảo. Tập trung nhìn lại, liền thấy đóa huyết tường vi kia đang từ từ dung hòa vào táng hoa kiếm. Đợi một hồi sau thì đã hoàn toàn hòa nhập vào với nhau, kiêu ngạo một đời, phong thái vô biên, huyết tường vi hoa vương trong các loài hoa vậy mà đã biến mất. Nhưng ngửi được mùi hương lại chưa từng nghe đến tên hoa. Lâm Nhất bước lên trước rút kiếm ra, liền nhìn thấy hoa văn trên thân kiếm nhiều thêm một đường máu tinh tế. Ánh sáng sặc sỡ lưu chuyển ở thân kiếm, lóng lánh sáng bóng như thần thiết, lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Hình dáng thay đổi mà những đường hoa văn tự nhiên cũng thay đổi rất nhiều. Hắn nắm thanh kiếm trong tay, sắc mặt khẽ đổi, phẩm chất kiếm này đã đạt đến mức huyền binh siêu cấp, phong mang tỏa ra khắp thân kiếm, nó đã thăng cấp bảo khí. Nắm chặt đốc kiếm bỗng sinh ra cảm giác huyết mạch tương liên, máu tươi trong cơ thể dường như cũng đang sôi trào. Tử diên hoa bỗng nhiên nở rộ, chân nguyên khắp người rót vào thân kiếm. Oanh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 666. Ánh sáng nơi thân kiếm bỗng trở nên rực rỡ, kiếm ý vang lên li ninh keng không dứt, vô số cánh hoa tường vi như mộng như ảo, bay ra khỏi thân kiếm, khắp trời đầy cánh hoa bay. Không phải là bảo khí, nhưng lại hơn cả bảo khí. Tay Lâm Nhất nắm táng hoa kiếm, đáy mắt khó nén nổi sự mừng vui, kích động không thôi. Phẩm chất của táng hoa kiếm vốn là huyền binh trung phẩm, đến nay đã một bước sánh ngang với bảo khí. Có thần binh này,
uy lực kiếm pháp của bản thân đã đủ để tăng lên mấy bậc. Hắn giữa một trời đầy cánh hoa bay, tay nắm kiếm múa lượn, dưới màn mưa cánh hoa tường vi đỏ máu, bóng hình hắn mơ hồ nhưng lại sinh ra đầy cảm giác mờ ảo. Khiến người ta khó mà phân biệt được thật giả, cảm giác như mộng như ảo. Mãi lâu sau, Lâm Nhất mới khẽ cười cất kiếm vào bao. Vèo! Khắp trời đầy cánh hoa bay đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện. Phảng phất, tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ như một giấc mơ mà thôi. Kiếm tốt! Lâm Nhất cực kỳ vui mừng, vội vàng cảm ơn mãnh hổ kim sắc, nếu không phải nó chỉ điểm nhắc nhở. Thì có lẽ bản thân hắn cũng không biết, làm sao mới có thể để cho táng hoa kiếm dung hòa hết huyết tường vi. Ánh mắt mãnh hổ kim sắc bình tĩnh, chỉ vào Lâm Nhất, lại chỉ vào phía sâu bên trong sơn cốc. Ngươi muốn ta đi theo ngươi. Mãnh hổ khẽ gật đầu, sau đó di chuyển cơ thể đồ sộ sải bước về phía trước. Trong lòng Lâm Nhất hơi nghi hoặc, nhưng lại không kiềm được tò mò mà đi theo nó. Thần hổ như vậy, chỉ sợ là có cao nhân chỉ điểm, nó muốn đưa mình đi gặp chủ nhân của nó sao? Mãnh hổ kim sắc đưa theo Lâm Nhất đi thẳng về phía trước. Uy lực của vương thú trên người nó tản ra nhàn nhạt, những yêu thú ẩn nấp trong bóng tối đều không dám đến gần. Dọc đường Lâm Nhất nhìn thấy có rất nhiều yêu thú khủng bố, khiến người ta hoảng sợ, trong đó có không ít những loại yêu thú sánh ngang với mãng xà xanh và ma viên đen. Nhưng không có con nào oai vệ như mãnh hổ kim sắc, với thực lực của hắn sẽ rất khó để có thể đi xa như vậy. Mãnh hổ nhìn như đi rất tự tốn, nhưng thực chất tốc độ cực nhanh. Thời gian chỉ một chén trà đã đi đến tận cuối sơn cốc. Một khoảng sơn cốc âm u thênh thang, cây cổ thụ mọc thành rừng, dưới cái nắng gay gắt của mặt trời mà trông vẫn cực kỳ âm u. Trong rừng có một căn nhà gỗ đơn sơ, mãnh hổ tỏ ý bảo Lâm Nhất đi vào. Không có người à? Trong lòng Lâm Nhất sinh ra chút nghi hoặc, nhưng vẫn bước qua, đẩy mở cánh cửa. Đồ đạc bên trong được bày rất sơ sài, bên trên có đầy bụi bám. Vừa nhìn là biết đã rất lâu rồi không có ai dọn dẹp. Xem ra chủ nhân của mãnh hổ hoặc là đã rời đi, hoặc là đã mất rồi. Bước vào gian phòng bên trong, Lâm Nhất đi đến trước bàn đọc sách nhìn thấy một cuốn sách. Thổi bay lớp bụi bám bên trên lộ ra bốn chữ Thanh Huyền Bút Lục, nét chữ rắn giỏi hữu lực và cực kỳ huyền diệu. Loạt soạt, chương 667. Hắn lật mở trang sách, xem từng trang. Mỗi một trang đều vẽ một bức họa. Trong lúc từng trang giấy lật mở, Lâm Nhất đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng gấp cuốn sách lại. Linh văn. Sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng hoảng hốt, từng bức họa này vậy mà đều được tạo thành từ linh văn. Linh văn còn có thể vẽ thành tranh, quả thực là chưa từng nghe nói đến. Lẽ nào người tên Thanh Huyền này lại là một huyền sư, sau này có thể đi tìm hiểu xem sao. Ngoài Thanh Huyền Bút Lục ra, căn nhà này chẳng có gì ngoài những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, không hề có chỗ nào đặc biệt. Nhưng chỉ với một cuốn Thanh Huyền Bút Lục này thôi đã đủ để khiến Lâm Nhất hoảng hốt vô cùng. Lúc về phải xem xét lại thật kỹ mới được. Cất cuốn bút lục đi, sau khi Lâm Nhất rời khỏi căn nhà gỗ, tập trung nhìn lại giật mình. Mãnh hổ kim sắc như võ giả loài người đang khoanh chân, khí tức đang di chuyển trong cơ thể đồ sộ. Như thể đang tu luyện một loại công pháp nào đó. Trong lòng Lâm Nhất bỗng hiểu ra, chắc chắn là tiền bối Thanh Huyền đã cho con mãnh hổ này công pháp tu luyện. Mới khiến nó trở nên đặc biệt như vậy, tu thành mắt xanh chính trực, phảng phất trông giống như một vị cao nhân đắc đạo. Nơi này dường như có bố trí đại trận linh văn. Nét mặt Lâm Nhất khẽ biến sắc, hắn nhìn thấy mãnh hổ ngồi khoanh chân tu luyện mới cảm thấy một chút linh lực yếu ớt của thiên địa đang dao động. Nếu như không chú ý, hầu như không thể phát giác ra được. Sau khi kinh ngạc phát hiện, mới thấy đại trận linh văn được bố trí ở đây không hề kém so với trong rừng táng kiếm. Mà nó còn hoàn toàn hòa nhập vào trong rừng núi hoa cỏ ở đây, nếu không cẩn thận quan sát thì sẽ không thể phát hiện ra được. Sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt xung quanh, Lâm Nhất mới sởn tóc gáy phát hiện, đại trận linh văn này đã bao phủ khắp cả sơn cốc mênh mông vô tận này. Ở đây tu luyện, chỉ e cũng chẳng kém hơn bao nhiêu so với ở nơi phong thủy bảo địa mà trưởng lão của các tông môn kia chiếm đóng. Vị tiền bối Thanh Huyền này, trình độ của Linh Văn có lẽ vô cùng kinh ngạc. Như vậy, cuốn Thanh Huyền bút lục trong tay mình chắc chắn là vật báu vô giá.
ánh mắt rơi trên người mãnh hổ to như ngọn núi nhỏ, bản thân cứu nó một mạng, nó lại tặng mình một vận may này. Tại nơi phong thủy bảo địa này luyện hóa yêu đan, có lẽ sẽ đạt được hiệu quả gấp bội. Ngay lập tức không hề do dự, lấy ra yêu đan của mãng xà màu xanh, Lâm Nhất khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa. Tử Diên kiếm quyết từ từ vận chuyển, tinh hoa linh lực ào ào tuôn trào, như một dòng sông cuộn trào chảy vào bên trong cơ thể của Lâm Nhất. Chương 668. Chân nguyên trong cơ thể rung lên bần bật, khắp người nóng ran như thiêu như đốt. Lâm Nhất chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng đến khó chịu, trên dưới khắp người đang được linh khí thiên địa gột rửa. Tốc độ tăng tiến của Tu Vi lên đến mức chóng mặt. Đợi đến khi luyện hóa được một nửa yêu đan, Tu Vi của hắn đã từ huyền võ tầng thứ 3 sơ kỳ tăng lên huyền võ tầng thứ 3 trung kỳ. Mới chỉ có một khắc mà đã bằng với việc khổ luyện trong nhiều tháng. Tuế Nguyệt Tâm Kinh. Tâm niệm vừa động, Lâm Nhất vội vàng vận chuyển Tuế Nguyệt Tâm Kinh, lấy sức mạnh Tuế Nguyệt luyện hóa chân nguyên yêu thú dồi dào mà nóng nảy. Dưới sự vận chuyển của hai tầng công pháp, tốc độ tu luyện vốn dĩ nhanh chóng mặt cuối cùng cũng miễn cưỡng chậm lại. Đợi đến khi yêu đan được luyện hóa hoàn toàn, Lâm Nhất mở hai mắt ra, trong mắt thoáng qua tia sáng, khí huyết khắp người sục sôi, tu vi tăng vọt. Mạnh quá! Nếu không phải do sức mạnh Tuế Nguyệt cô đọng lại, một viên yêu đan đã đủ để hắn đột phá đến tầng thứ 3 đỉnh phong rồi. Vẫn còn hai viên, tiếp tục luyện hóa. Trên mặt Lâm Nhất khó nén vẻ vui mừng, lấy ra yêu đan màu máu của gấu yêu, lại tiếp tục luyện hóa. Thời gian dần trôi, ở nơi sơn cốc mênh mông này, bất giác đã qua hết hai canh giờ. Đợi đến khi hắn mở mắt, thở ra một hơi dài chọc khí, khắp người từ trên xuống dưới có một loại khí chất như được thay da đổi thịt. Nơi đầu mày ẩn chứa đầy phong mang, như ẩn như hiện có một luồng khí uy nghiêm của yêu sát vương giả. Khiến khí chất toàn thân hắn bỗng chốc trở nên khác biệt. Liếc mắt nhìn, thần sắc trong mắt còn sắc bén hơn cả yêu thú cấp bá chủ cảnh giới huyền võ tầng thứ 6, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hét lên một tiếng, Lâm Nhất tung người bay lên, chân nguyên ảo ạt, đấm một quyền vào không khí. Dầm! Quyền mang nổ vang trong không trung, như thể tiếng sấm nổ nơi bình địa, rung chuyển cả đất trời. Ba viên yêu đan của yêu thú cấp bá chủ, quả là đáng sợ. Ta đây mới tùy ý đấm một quyền mà đã đủ để sánh với một trưởng toàn lực của cấp huyền võ tầng thứ 4 đỉnh phong rồi. Nơi sơn cốc mênh mông, tiếng nổ vang của một quyền này như thể tiếng sấm, vang vọng mãi không dứt. Trong mắt Lâm Nhất cũng khó nén nổi chấn động. Suy cho cùng, hai công pháp Tử Diên kiếm quyết và Tuế Nguyệt Tâm Kinh mà hắn tu luyện cũng đủ để so sánh với tích lũy hơn 10 năm của các nhân tài thế gia. Miễn là có đủ tài nguyên, việc vượt qua họ hoàn toàn nằm trong tầm tay. Bạch Thu Thủy nói rất đúng, chờ thêm một thời gian nữa, hắn sẽ không thua kém gì Bát công tử. Xét về công pháp, hắn có hai công pháp đặc biệt, cả hai đều có lai lịch bất phàm. Xét về ngộ tính, hắn chỉ cần xem qua là nhớ, dễ dàng thuộc lầu. Xét về võ hồn, hắn cũng có hung hồn thái cổ là Trúc Long tuyệt thế. Chương 669. Chỉ cần hắn không bao giờ từ bỏ tấm lòng hướng về kiếm, sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới đỉnh cao. Bùm bùm bùm. Lâm Nhất kích động, hừng hực nhiệt huyết, dùng tu vi huyền võ tầng 3 đỉnh phong thi triển Long Hổ Quyền bá đạo vô song ngay trong rừng. Trong tiếng rồng ngâm hổ gầm liên tục vang lên tiếng nổ, khí huyết toàn thân hắn sao động như rồng hổ. Mỗi chiêu thức đều tràn ngập sức bùng nổ khiến người ta phải kinh hãi. Bùm bùm bùm. Bất thình lình trong rừng vang lên một tràng tiếng động lớn, Lâm Nhất ngoảnh đầu lại nhìn, hai mắt lập tức sáng rực lên, bỗng nhiên con mãnh hổ kim sắc kia cũng mở mắt ra, nó cũng đang đi quyền giống hắn. Ngươi cũng biết quyền pháp, có muốn luận bàn không? Lâm Nhất sáng mắt lên, vừa hay có thể dùng con mãnh hổ này để tu luyện Hỏa Long Điểm Tinh. Nếu có thể lĩnh ngộ triệt để ý nghĩa sâu xa của chiêu này và chứng minh được điều hắn nghĩ trong lòng, chiêu thức Hỏa Long Điểm Tinh nhất định sẽ đại thành. Rừ. Mãnh hổ kim sắc hiểu lời Lâm Nhất, nó tức khắc bổ nhào tới, dùng quyền pháp luận bàn với hắn. Khi tu vi của Lâm Nhất tăng mạnh, đang luyện quyền pháp với mãnh hổ. Ở rìa sơn cốc, bộ trần của Huyền Thiên Tông và Tiêu Nhiên của Ma Nguyệt Sơn Trang đang đứng sánh vai nhau, cùng nhìn về một nơi. Mặt trời lặn đã ló dạng, trời cũng sắp tối,
Bạch Thu Thủy cũng đã đi cùng với đội ngũ hái thuốc. Hai người nhìn Bạch Thu Thủy đang đắm mình dưới ánh chiều tà, trong mắt ngầm ẩn vẻ tham lam khó phát hiện ra. Bộ công tử, Tiêu công tử. Năm nhân tài tông môn còn lại bước nhanh lại gần hai người với vẻ mặt ngưỡng mộ. Nhiệm vụ đã sắp kết thúc, nhưng năm người này đã được chứng kiến thực lực của Bộ Trần và Tiêu Nhiên nên đều có ý muốn kết bạn với họ. Để thiết lập mối quan hệ, tiện cho việc sau này đi lại ở Đại Tần Đế Quốc. Nhiệm vụ lần này may mà nhờ có hai vị, nếu không thì không biết sẽ còn bao nhiêu người. Chương 670. Trên sàn diễn võ của Cao Gia, hai vị rất khiêm tốn, không ngờ lại có thực lực khủng khiếp như vậy, mấy người chúng ta đều đã nhìn lầm. Tiêu Nhiên cười nhẹ, lần hộ tống này chủ yếu đều nhờ vào Bộ huynh, tại hạ chỉ góp chút sức mọn của mình thôi. Bộ Trần khịt mũi, kiêu ngạo đáp, chúng ta đâu phải hạng người vô danh, sao có thể giống người nào đó, định hành hung hạ Đăng Phi và Lâm Lam để thể hiện thực lực của mình. Cũng không phải là khiêm tốn, chỉ là không nhất thiết phải làm như vậy. Nếu các ngươi so sánh chúng ta với Lâm Nhất thì quả thật đã coi thường chúng ta rồi. Huynh nói rất đúng, thằng nhãi Lâm Nhất đó chỉ biết ra oai trên sàn diễn võ thôi. Vừa bước vào rừng già huyết cốt đã sợ tới mức không dám nói câu nào. Cuối cùng vẫn dựa vào Bộ công tử và Tiêu công tử. Đặc biệt là Bộ công tử, chiêu thức Họa Long Điểm Tinh ấy khiến chúng ta kinh ngạc đến ngây người, nó quá mạnh. Với thực lực này, chỉ sợ Hạ Đằng Phi và Lâm Lam gộp lại cũng không phải đối thủ của Bộ công tử. Nhắc tới Lâm Nhất, sao không thấy hắn đâu nhỉ? Mấy nhân tài tông môn vừa nói vừa nhìn xung quanh, nhưng không thấy Lâm Nhất đâu cả, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tiêu Nhiên cười nhạo, tiểu tử này không biết sống chết, một mình đi sâu vào trong linh cốc, đến bây giờ vẫn chưa về. Tiểu tử này thật ngông cuồng, đến linh cốc tìm bảo vật mà không gọi chúng ta, tốt nhất là chết ở trong đó luôn cho rồi. Trời sắp tối rồi, nếu tiểu tử này không xuất hiện, ta nghĩ hắn sẽ khó có thể về được. Không biết tự lượng sức mình, với chút thực lực ấy mà dám tự tiện xông vào vô nhân cốc. Cầu người được người, cầu chết được chết. Nếu tiểu tử này thật sự chết ở trong đó thì cũng do tự làm tự chịu, không trách người khác được. Ở cách đó không xa, Cao Du đang dắt huyết long mã, tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Ghê tớm! Đám nhân tài tông môn này nhìn cũng ra dáng lắm mà sau lưng lại ghê tởm như thế, không ngờ họ còn nguyền rủa Lâm Nhất chết. Nếu không phải vì không có đủ thực lực, nếu không thì hắn ta đã xông lên tát chết bà lũ chó này rồi. Hắn ta liếc mắt nhìn sang. Sau một hồi nhìn kỹ thì mặt đột nhiên biến sắc. Ở lối vào sơn cốc có ba bóng đen thấp thoáng, trên người họ tràn ngập tà khí, thoạt nhìn thôi đã đủ khiến tim người ta đập mạnh, sợ run người. Tà khí thật đáng sợ, phải giết bao nhiêu người mới. Nghĩ tới tin đồn về rừng già huyết cốt, ở đây có rất nhiều tán tu ẩn náu để tránh bị đuổi bắt, họ có thực lực rất mạnh và bản tính vô cùng tàn ác. Nhóm tán tu này có tiếng độc ác ở rừng già huyết cốt. Họ còn đáng sợ hơn cả yêu thú. Trong số những người gặp phải họ, có rất ít người có thể sống sót. Thậm chí họ còn được đặt cho một cái tên riêng, đó là tán tu huyết cốt. Vừa nghĩ tới đây, Cao Du không khỏi hoảng sợ, dồn hết sức hét lớn lên, tán tu huyết cốt đến rồi kìa. Chương 671. Đám người Bộ Trần còn đang cười nhạo Lâm Nhất không biết tự lượng sức mình lập tức biến sắc, cả đám đồng loạt nhìn về phía sơn cốc. Tán tu. Thật sự là tán tu huyết cốt, tà khí trên người họ khiến người ta nhìn mà chán ghét, sợ run cả người. Ngoài tán tu ra, không ai có thể làm được. Đội hộ tống Cao Gia và các dược đồng còn lại đều hoảng sợ, không cầm được run rẩy. Một cảm xúc sợ hãi lặng lẽ len lỏi đi khắp người họ. Tán tu huyết cốt. Con người Bạch Thu Thủy đột nhiên co rụt lại, vẻ lo lắng thoáng qua trong mắt, sợ cái gì thì gặp cái đó. Trước khi đến, nàng ta đã nghe ngóng được rất nhiều tin đồn về rừng già huyết cốt. Đương nhiên không cần phải nói nhiều về thực lực của yêu thú trong khu rừng này. Suốt chặng đường, số thành viên đội hộ tống chết và bị thương đã chứng minh cho sự đáng sợ của nó. Nhưng đáng sợ hơn cả yêu thú chính là các tán tu đang ẩn náu ở đây. Để có thể sinh tồn và ẩn náu trong một môi trường khắc nghiệt như rừng già huyết cốt, tất nhiên phải là tán tu vô cùng hung ác. Có thực lực cực kỳ đáng sợ. Không thể so sánh họ với những tán tu lang thang trong các thành trì, quả thật như hai cấp bậc khác nhau.
thậm chí còn có khả năng gặp phải trọng phạm bị truy nã của đế quốc trên bảng đạo tặc. Tập hợp. Nhưng dù sao nàng ta cũng là Bạch Thu Thủy hiểu sâu biết rộng, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Các đệ tử Cao gia cũng là cao thủ, cả đám nhanh chóng đứng sát vào nhau, bao vây quanh Bạch Thu Thủy và nhóm Dược Đồng đang run như cầy sấy. Bảy nhân tài tông môn bao gồm Bộ Trần và Tiêu Nhiên đương nhiên phải chịu trách nhiệm dẫn đầu, đứng ở phía trước nhất của đội ngũ. Phải làm sao đây, ai ngờ lại gặp tán tu huyết cốt, đám người này khét tiếng đáng sợ, từ lâu đã không còn nhân tính, nếu rơi vào tay họ chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Nghe nói rừng già huyết cốt là địa ngục, tán tu thường xuyên chém giết lẫn nhau, vô cùng tàn nhẫn. Những tán tu sống sót không có ai là kẻ yếu, vì thế nên mới được gọi là tán tu huyết cốt. Phải làm sao bây giờ? Tán tu huyết cốt tiếng tăm lẫy lừng, có rất nhiều tin đồn về họ, các đệ tử Cao gia đều đã tái cả mặt. Nhìn ba người áo đen đang từ từ lại gần, họ run rẩy, thậm chí không thể cầm vững binh khí trong tay mình. Tiêu huynh, huynh có sợ không? Khi mọi người đang sợ mất mật, Bộ Trần nhếch môi cười, đột nhiên hỏi. Chương 672. Tiêu Nhiên cười khẽ, chúng ta là đệ tử tông môn, cớ sao phải sợ chết. Bọn tán tu này không tới thì không sao, nếu đã tới thì phải giết chúng. Hai người đều khá tự tin về thực lực của mình, khi thấy tán tu đến, thậm chí trong lòng họ còn loáng thoáng chờ mong. Hay lắm! Có Bộ công tử và Tiêu công tử ở đây, mọi người đừng sợ. Bọn tán tu này tới cũng chỉ có một con đường chết thôi. Năm nhân tài tông môn khác đang run sợ, nhưng khi thấy Bộ Trần và Tiêu Nhiên tự tin như vậy, họ cũng không khỏi dấy lên hy vọng. Tán tu huyết cốt, chắc chỉ là khoác lác thôi. Nhìn ba người áo đen đang từ từ đến gần, Bộ Trần thầm cười khẩy, Tiêu Nhiên nói rất đúng. Đám người này tới rất đúng lúc, trên đường đi họ đã ra tay mấy lần, giải cứu cả đội ngũ nhiều lần. Nhưng Bạch Thu Thủy vẫn không để tâm, không cảm động chút nào. Nữ nhân này thật đê tiện, không cho nàng ta nếm mùi đau khổ, nàng ta sẽ không hiểu được tầm quan trọng của bản công tử. Bạch Thu Thủy đứng giữa vòng vây nhỉu mày, hai người này tự tin thái quá rồi, vội khuyên can, Bộ công tử, Tiêu công tử, tán tu huyết cốt không phải hư danh, không được coi thường. Chúng ta nên tạm tránh đi, đợi Lâm công tử về rồi bàn bạc kỹ hơn. Lâm Nhất. Bộ Trần thầm nổi giận, đã đến lúc này rồi mà nữ nhân này còn nghĩ đến Lâm Nhất. Hắn ta không nhìn được cười nhạo, đệ tử Lăng Tiêu kiếm các làm gì có khí khái. Đừng nói tới việc hắn có còn sống để về hay không, nếu thật sự gặp phải tán tu huyết cốt, hắn có thể tự bảo vệ mình đã không tệ rồi. Tiêu Nhiên cũng lạnh lùng tiếp lời, nói không chừng tiểu tử này ngờ trước được việc tán tu sẽ tới nên đã chuồn đi từ lâu. Bạch tiểu thư đặt hy vọng vào hắn thì có hơi coi thường hai người chúng ta quá. Đúng, chắc chắn thằng chó này đã phát hiện được gì đó nên đã bỏ chạy trước, nếu không thì sao hắn có thể vô duyên vô cớ một mình đi sâu vào trong linh cốc chứ? Nếu tên khốn Lâm Nhất có thể sống sót trở về, ta nhất định sẽ tung chuyện tồi tệ mà hắn ta đã làm ra khắp Đại Tần đế quốc. Mọi người nghe lời Bộ công tử đi, có hắn ở đây, chúng ta không cần phải sợ bọn tán tu huyết cốt này. Mấy nhân tài tông môn còn lại nghĩ tới việc Lâm Nhất có thể tránh được tình cảnh nguy hiểm này. Trong lòng họ vừa hâm mộ, vừa ghen tị, tức tối mở miệng mắng như tát nước. Xoạt xoạt xoạt. Cách đó hơn 10 dặm, ba bóng đen đang nhanh chóng lại gần. Đội hộ vệ Cao gia vừa nói mấy câu, ba người này đã xông tới trước mặt họ. Tốc độ nhanh quá. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, không dám lên tiếng. Trên người ba tên áo đen đều tràn ngập tà khí như có thực thể, lúc đứng cách xa thì chưa cảm nhận được rõ. Nhưng khi tới gần, họ chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Chương 673 giả thần giả quỷ, giết ngươi trước vậy. Người áo đen đứng đầu đeo mặt nạ quỷ màu đỏ, chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài, ẩn chứa vẻ lạnh lẽo đến cực độ. Hai bên trái phải, mỗi bên một người. Người áo đen bên trái có khuôn mặt gầy nhom, nhe răng cười, đại ca, hình như ta nghe thấy có ai đó muốn giết chúng ta để biểu dương tên tuổi. Người áo đen bên phải bị mù một mắt, nghiến răng lạnh lùng hỏi, ai đã nói câu này? Có dám đứng ra không? Hai người vừa dứt lời, tà khí trên người lập tức quét qua, bao trùm lấy tất cả mọi người. Tà khí vô ảnh vô hình tựa như một bầy thú dữ,
trong nháy mắt đã xé rách khí thế lớn mạnh do mọi người ngưng tụ. Nó như tia sáng lạnh lẽo xâm nhập vào trong cơ thể mọi người, một nỗi sợ hãi không ngừng len lỏi khắp trái tim. Tà khí nhập thể, cách mà các tán tu thường dùng để làm lung lay ý chỉ. Ở trước mặt đám tán tu bước ra từ núi thây biển máu này, họ có thể phát huy được 50% thực lực đã coi như không tệ. Chò mèo. Bộ Trần hừ một tiếng, Phật huy mạnh mẽ khuấy động trên người hắn ta tựa như mặt trời ló dạng. Xoạt. Mọi người bỗng thấy nhẹ nhàng, áp lực giảm đi rất nhiều, vẻ mặt cũng trở nên phấn khởi hơn nhiều. Đệ tử Huyền Thiên Tông. Hai người đứng hai bên trái phải tên tán tu mặt nạ quỷ tỏ ra kinh ngạc, Phật huy có tác dụng khắc chế khá mạnh đối với tà khí. Công pháp mà đệ tử Huyền Thiên Tông tu luyện còn là loại đứng đầu trong số đó, tán tu nào gặp phải cũng sẽ cảm thấy nhức đầu. Cũng có chút hiểu biết đó. Khi thấy Phật huy của mình đánh tan tà khí, trên mặt Bộ Trần hiện lên vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng đáp, ta là Bộ Trần, đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên Tông, biết điều thì mau cút xa một chút cho bản công tử. Nếu không thì đừng trách Long Hổ Quyền của ta ra tay vô tình. Thấy Bộ Trần chỉ có tu vi huyền võ tầng 4 mà tự tin như thế, hai tên tán tu đứng ở hai bên hết sức ngạc nhiên. Đôi mắt hẹp dài của tên tán tu mặt nạ quỷ không nhìn vào Bộ Trần mà nhìn về phía biển hoa rộng mênh mông phía sau lưng họ. Gã ta nhẹ giọng lẩm bẩm, không ngờ trong rừng già huyết cốt lại ẩn giấu một linh cốc quý báu như vậy, thật nhiều bí mật. Nếu lần này không nhờ phát hiện dấu vết do các ngươi để lại, chỉ sợ ta đi hơn 10 năm cũng chưa chắc có thể tìm được đường. Giả thần giả quỷ, giết ngươi trước vậy. Thấy tán tu mặt nạ quỷ không để mình vào mắt, Bộ Trần không kìm được tức giận. Hắn ta định thực hiện kế sách bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giải quyết tên tán tu này trong vòng 10 chiêu, hai người còn lại đương nhiên sẽ sợ hãi bỏ chạy. Bộ Trần nổi giận hét lên, bay lên không trung rồi lao qua tung một cú đấm. Chương 674 không biết sống chết, dám ra tay với đại ca. Bạch Thu Thủy hét thất thanh, không được. Phá không ấn, long phi hổ khiêu. Nhưng Bộ Trần không thèm nghe, không chút nương tay, giơ tay lên kết thành một trong bốn ấn, phá không ấn. Sau đó hắn ta dùng phá không ấn để hỗ trợ cho việc thi triển long phi hổ khiêu, một thức có uy lực mạnh mẽ bá đạo, sức sát thương cực mạnh trong long hổ quyền. Tay phải thi triển sức mạnh rồng bay trên bầu trời, tay trái thủ thế chờ đợi, chuẩn bị tung một đòn chí mạng. Tên tán tu mặt nạ quỷ nhanh chóng lùi về sau, hai người ở hai bên nổi giận, không biết sống chết, dám ra tay với đại ca. Hai người đồng loạt ra tay đỡ lấy cú đấm long phi hổ khiêu của Bộ Trần, sau đó lùi lại mấy bước. Xoạt! Bộ Trần vừa đánh lùi hai người này xong, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Có vẻ như long hổ quyền được phá không ấn hỗ trợ của hắn ta chỉ tạo thành vết thương nhẹ cho hai tên tán tu này. Cùng nhau xông lên, Tiêu huynh, huynh cùng ta đối phó tên tán tu mặt nạ quỷ, những người còn lại đối phó với hai người kia. Được. Có Bộ Trần và Tiêu Nhiên đi đầu, những người khác dồn hết can đảm, hợp sức lao về phía tên tán tu mặt gầy và tên tán tu một mắt. Cuộc chiến cứ thế bắt đầu. Chỉ là nó còn tàn khốc hơn trong tưởng tượng của mọi người. Vừa mới lao vào đánh nhau đã có một đệ tử cao gia bị tên tán tu một mắt moi tim, gã ta dùng hai tay xé, một người bình thường lập tức bị chia năm xẻ bảy, nội tạng vỡ nát cùng máu văng tứ tung. Ngày thường mọi người chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào tàn nhẫn như vậy, họ lập tức ngẩn người ra tại chỗ. Với chút thực lực ấy mà cũng dám vào rừng già huyết cốt sao? Tán tu mặt gầy cười mỉa mai, nhân cơ hội này ra tay nhanh như chớp, gã ta tung một cú đấm, một nhân tài tông môn đang sững sờ đã bị đấm vỡ đầu. Tên nhân tài tông môn này có tu vi huyền võ tầng 5, thế mà chưa thi triển được chiêu nào đã chết mất. Hai tên tán tu có tu vi huyền võ tầng 5 đỉnh phong, chẳng khác nào sói lạc vào bầy cừu. Họ phối hợp với tà khí trên người mình, ra tay rất độc ác, chiêu nào cũng chí mạng. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu và tàn nhẫn. Vẻ mặt Bạch Thu Thủy rất nặng nề, Bộ Trần và Tiêu Nhiên quá liều lĩnh, họ hoàn toàn không biết tán tu huyết cốt đáng sợ cỡ nào. Đã là tán tu có thể sống sót ở rừng già huyết cốt, không có một ai là kẻ yếu cả. Tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên,
hai tên tán tu này vừa ra tay thì không chết cũng tàn phế, chỉ mới hơn 10 chiêu đã có mấy người chết một cách cực kỳ đẫm máu. Ở bên khác, Bộ Trần và Tiêu Nhiên hợp sức với nhau cũng không thể chiếm được chút ưu thế nào khi đối mặt với tên tán tu mặt nạ quỷ. Gã ta cười cợt, bước đi nhàn nhã nhẹ nhàng để lấy sát chiêu của hai người. Thậm chí gã ta còn dùng thân thể để ngăn cản quyền mang và lưỡi kiếm của họ. Kê ngồ. Chương 675 huyết sát thiên hạ. Tiêu Nhiên đâm trúng tim của tán tu mặt nạ quỷ, nhưng hắn ta chưa kịp mừng rỡ đã bị một lực phản chấn làm văng ra. Nó khiến hắn ta văng ngược ra xa rồi hộc máu, nheo mắt nhìn kỹ lại mới kinh ngạc phát hiện tên tán tu mặt nạ quỷ đang mặc một bộ huyền giáp lập lòe ánh sáng mờ ảo. Ngụy Bảo Giáp. Trong mắt Tiêu Nhiên chợt lóe qua vẻ tuyệt vọng, ánh sáng mờ ảo lấp lóe trên bộ huyền giáp rõ ràng là một đường linh văn không hoàn chỉnh. Đây là một món ngụy bảo khí còn mạnh hơn cả huyền giáp. Ghê tởm, tu vi đã cao hơn chúng ta mà còn mặc một bộ ngụy bảo khí. Bộ Trần nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được phẫn nộ. Tán tu mặt nạ quỷ lạnh nhạt đáp, thần binh lợi khí chỉ nằm trong tay cao thủ mới có thể phát huy được tác dụng. Dù có cho hai tên vô dụng các ngươi bảo khí, ta muốn bóp chết các ngươi cũng chỉ đơn giản như giết một con kiến hôi. Các ngươi nói gì? Vừa nghe thấy tên tán tu mặt nạ quỷ gọi mình là kẻ vô dụng, Bộ Trần lập tức nổi giận. Nói hai người các ngươi đều vô dụng đấy. Tán tu mặt nạ quỷ cười khẩy, không nể mặt chút nào. Muốn chết à, họa long điểm tinh. Bộ Trần giận dữ hét lên, lấy tay làm bút, lấy khí thế cuồng long làm mực, hai tay múa may trên không tung tựa như đang vẽ tranh. Khí thế toàn thân hắn ta đột nhiên thay đổi. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt tên tán tu mặt nạ quỷ, gã ta lập tức cười nhạo, thế này cũng là họa long điểm tinh ư. Dứt lời. Trong đôi mắt hẹp dài lóe qua tia sáng u ám. Bùm! Chân nguyên toàn thân dung hợp với tà khí rồi tản ra như làn sương máu, gã ta tung cú đấm đỡ đòn. Xoạt xoạt! Họa long điểm tinh mà Bộ Trần luôn tự hào vừa mới thành hình đã vỡ nát, lục phủ ngũ tạng nổ tung ngay tại chỗ, sau khi ngã xuống đất, hắn ta đau đớn gào thét. Thủy nguyệt lưu quang, mưa thu như sấm. Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng, ánh trăng tựa hồ nước trên người hắn ta tỏa ra như trăng mùa thu. Nhưng trong cơn mùa thu như nước chút này, kiếm của hắn ta lại lao nhanh tới như tia chớp. Huyết sát thiên hạ. Tán tu mặt nạ quỷ khịt mũi, toàn thân ngưng tụ huyết quang, sau đó nổ tung ầm ầm. Ánh trăng hóa thành cơn mưa thu lập tức tan biến, nhát kiếm như sấm của Tiêu Nhiên còn chưa tới thì uy thế đã giảm mạnh. Cút đi. Gã ta đá một phát nhanh như chớp, làm cho Tiêu Nhiên bay ngược về lại bên cạnh Bộ Trần. Sột soạt. Chương 676 khốn khiếp, đừng động vào Bạch tiểu thư. Tán tu mặt nạ quỷ chậm rãi bước về phía hai người, tà khí kinh khủng tựa núi thây biển máu dần tới gần theo bước đi của gã ta. Bộ Trần và Tiêu Nhiên sợ thất thần, liên tục bò lết về phía sau. Bóng ma tử vong từng bước tới gần. Phịch. Khi thấy khó thoát được cái chết, Bộ Trần đột nhiên quỳ xuống cầu xin, tiền bối giơ cao đánh khẽ, hai người chúng ta đều là nhân tài của tứ đại tông môn, nếu ngươi giết chúng ta sẽ không có ích lợi gì cả, sẽ chỉ mang lại họa lớn ngập trời thôi. Cảnh này khiến cho hai tên tán tu kia cười như điên. Các đệ tử cao gia và nhân tài tông môn còn lại đều không dám tin, hoàn toàn không ngờ Bộ Trần hết sức kiêu ngạo trước đó lại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ha ha. Ta không biết mình đã giết bao nhiêu nhân tài của tứ đại tông môn, tại sao phải tha cho ngươi? Tên tán tu mặt nạ quỷ bật cười, đột nhiên tháo mặt nạ ra, một khuôn mặt tái nhợt và dữ tợn xuất hiện trong mắt mọi người. Huyết Phong, kẻ xếp hạng 98 trên bảng đạo tặc. Vẻ kinh hãi thoáng qua trong mắt Tiêu Nhiên, toàn thân hắn ta run bần bật. Quỳ xuống hết cho lão tử, nếu kẻ nào còn chống cự, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Đạo tặc Huyết Phong tháo mặt nạ xuống, quát lớn. Phịch. Những người còn lại vốn đã sợ mất mật, lại thấy Bộ Trần đã quỳ xuống xin tha. Tiếng quát đầy tà khí này vừa vang lên, họ lập tức sợ hết hồn, quỳ phịch xuống đất. Đại ca, còn một nữ nhân chưa quỳ, nàng ta có làn da mềm mại, trông cũng không tệ lắm.
Tán tu mặt gầy nhìn thấy Bạch Thu Thủy, trong mắt lóe qua vẻ dâm đãng. Khà khà, trong rừng già huyết cốt rất khó gặp được nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp như thế này. Tán tu một mắt nhếch miệng cười, cùng tên tán tu mặt gầy bước về phía Bạch Thu Thủy. Bộ Trần và Tiêu Nhiên quỳ dưới đất với vẻ mặt kìm nén, trong đầu nảy lên vô số ý nghĩ, nhưng họ không dám nhúc nhích. Họ biết rất rõ, nếu Bạch Thu Thủy rơi vào tay hai người sẽ có kết cục như thế nào. Nhưng họ thậm chí còn không dám mở miệng nói một chữ nào. Khốn khiếp, đừng động vào Bạch Tiểu Thư. Cao Du đang quỳ dưới đất, khi thấy hai người đang dần tới gần Bạch Thu Thủy, trong mắt bốc lên ngọn lửa giận. Hắn ta hét lớn một tiếng, điên cuồng lao về phía hai tên tán tu. Cút sang một bên đi. Chương 677 không phải Lâm Nhất thì là ai? Tên tán tu mặt gầy không thèm nhìn, bàn tay gầy trơ xương biến thành móng vuốt sắc bén gầy đét vồ về phía tim Cao Du. Nếu bị vồ trúng, Cao Du vốn đã bị thương chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc. Vèo. Nhưng khi tay gã ta sắp chạm vào Cao Du, một tia kiếm quang màu tím từ xa bắn tới như tia điện. Tán tu mặt gầy giật mình, vội vàng rụt tay về, nghiêng người né tránh tia kiếm quang đáng sợ này. Ai? Tia sáng lạnh lóe qua trong mắt tên tán tu một mắt, gã ta lạnh giọng hỏi. Người sẽ giết các ngươi. Một giọng nói trong trẻo như nước suối trên núi đổ xuống phát ra tiếng tí tách, rõ ràng là vô cùng ngông cuồng nhưng lại nghe rất êm tai, tựa như nước và mây, không nhiễm một hạt bụi. Và cũng như một làn gió nhẹ thổi qua vườn hoa. Cao Du thoát chết, vừa nghe thấy câu này thì mừng rỡ ngoảnh đầu lại nhìn. Trong biển hoa, người nói mặc áo xanh, đeo hộp đựng kiếm trên lưng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đang chậm rãi bước tới. Không phải Lâm Nhất thì là ai? Hắn đã tập luyện quyền pháp cùng với mãnh hổ kim sắc ở chỗ sâu trong linh cốc, nơi Thanh Huyền tiền bối sống ẩn. Sau khi Long Hổ quyền có tiến bộ, hắn nhân lúc trời chưa tối chạy về. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy tình cảnh thê thảm như thế. Đội hộ tống Cao gia có hơn 30 người, thế mà đã chết mất một nửa, tình trạng chết cực kỳ thê thảm, gần như không được toàn thây. Xương cốt gãy vụn, chân tay bị cụt, máu và nội tạng lẫn vào trong biển hoa nát bét, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Ngoại trừ Bạch Thu Thủy, tất cả những người còn sống đều quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt khuất phục, vô cùng nhục nhã. Ngược lại những người được tiện tay cứu sống trước đó lại rất can đảm, ngay cả Bộ Trần và Tiêu Nhiên còn vùi đầu vào giữa hai chân của mình. Nhóm đệ tử cậy thế nạt người kia lại dám nhớ rõ bổn phận của mình trong thời khắc sinh tử. Trong chuyến đi này, đội hộ vệ của Cao gia chỉ có một nhiệm vụ chính là bảo vệ sự an toàn của Bạch Thu Thủy. Nhưng bây giờ, rõ ràng tên tán tu một mắt và tán tu mặt gầy muốn sàm sỡ Bạch Thu Thủy. Ngước mắt nhìn qua thì chỉ có một mình Cao Du dám đứng ra. Nói đến cũng thật nực cười. Lâm Nhất, các đệ tử Cao gia đang quỳ dưới đất đều kinh ngạc, không ngờ Lâm Nhất lại quay trở về. Người mà họ mắng là kẻ nhát gan, sợ phiền phức tưởng rằng đã chết ở chỗ sâu trong linh cốc. Hắn không chỉ quay trở lại mà còn hiên ngang cứu Cao Du từ tay tán tu huyết cốt. Chương 678 chơi đùa đi, dù sao cũng đang chán. Chuyện này sao có thể? Rất nhiều nhân tài tông môn tỏ ra ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ với thực lực của Lâm Nhất, hắn vẫn dám xuất hiện. Tiểu tử này muốn chết hay sao? Tiêu Nhiên đang quỳ dưới đất cũng hết sức kinh ngạc. Hừ, không biết lượng sức mình, dù có tới oai phong lẫm liệt thế nào cũng phải quỳ xuống giống chúng ta thôi. Tia âm u lóe qua trong mắt Bộ Trần, hắn ta lạnh mặt, nhỏ giọng phỉ báng. Không cho rằng Lâm Nhất sẽ là đối thủ của ba người này. Đừng nói đến đạo tặc huyết phong, hai tên thuộc hạ của gã ta đã đủ để nhẹ nhàng giải quyết Lâm Nhất. Tới cũng chỉ có chết thôi. Tán tu mặt gầy và tán tu một mắt nhìn Lâm Nhất, khóe miệng dần nhếch lên tạo thành nụ cười khinh thường. Tu vi huyền võ tầng 3, không biết là đệ tử tông môn nào mà lại ăn nói ngông cuồng như vậy. Trước đó giọng điệu của Bộ Trần và Tiêu Nhiên còn ngông cuồng hơn, nhưng bây giờ chẳng khác nào con chó cụp đuôi, quỳ gối cầu xin tha thứ. Đại ca, phải xử lý tiểu tử này như thế nào đây ạ? Tán tu mặt gầy cười nhạt hỏi.
chơi đùa đi, dù sao cũng đang chán. Huyết Phong không thèm nhìn Lâm Nhất, ánh mắt của gã ta vẫn luôn tập trung vào biển hoa trong linh cốc. Trong mắt gã ta, linh cốc không người đặt chân đến này quả thật như một kho báu thiên địa. Nếu có thể chiếm được linh cốc này, một thời gian nữa gã ta nhất định sẽ xưng bá rừng già huyết cốt và thống nhất tất cả tán tu lại. Đến lúc đó, tất cả tán tu đều sẽ nghe theo lời gã ta. Vừa nghĩ tới đây, gã ta không khỏi mừng thầm. Còn Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện, một tên vô dụng còn không bằng Bộ Trần và Tiêu Nhiên, gã ta không hề để vào mắt. Lâm công tử, ba người này đều là tán tu huyết cốt, nếu ngươi có năng lực thì tự chạy trốn đi. Bạch Thu Thủy nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt không mấy vui mừng, vẻ lo lắng càng rõ ràng hơn. Chạy, dù có muốn chạy cũng phải đưa cô theo, huống hồ. Lâm Nhất nhẹ giọng trấn an, sau đó gọi Huyết Long Mã qua. Bảo vệ Bạch Thu Thủy là bổn phận, nhiệm vụ và trách nhiệm của hắn, nếu thật sự đi thì phải đưa nàng ta theo. Lão Tam, thanh niên ngày nay đều ngông cuồng như vậy hả? Chậc chậc, hình như hắn còn không để chúng ta vào mắt kìa. Tán tu một mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, cười lên tiếng, trong lời nói tràn đầy nghiền ngẫm. Muốn chạy, không ai có thể chạy được, quỳ xuống cho lão tử. Vẻ mặt của tên tán tu mặt gầy đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tà khí đáng sợ được tích tụ từ núi thây biển máu, cô đọng suốt mấy năm cuốn về phía Lâm Nhất. Chương 679 nhị ca cẩn thận. Luồng tà khí này vừa xuất hiện lập tức khiến các đệ tử cao gia đang quỳ dưới đất vô cùng sợ hãi, run lẩy bẩy. Họ đã sớm sợ thất thần, luồng tà khí này vừa xuất hiện, nỗi sợ hãi trong lòng họ không thể kìm nén được nữa. Vèo. Lâm Nhất khẽ nhèo mắt, nhìn sang luồng tà khí đang cuốn tới. Yêu sát vương giả như có thực thể giữa hai đầu lông mày hàm chứa sự sắc bén khẽ nhúc nhích, nó như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, ánh lên tia sáng lạnh thấu xương. Rắc. Luồng tà khí đang cuốn tới lập tức bị đâm nát, khí thế luyện hóa ba sợi yêu sát vương giả đi cùng với kiếm ý toàn thân Lâm Nhất lao tới nhanh như chớp, nháy mắt đã tới trước mặt tên tán tu mặt gầy. Ầm. Trong đầu tên tán tu mặt gầy lập tức nổ tung, như thể có ba con yêu thú cấp bậc chúa tể huyền võ tầng 6 đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã ta. Không, nó còn đáng sợ hơn nữa. Trong mắt tên tán tu mặt gầy lộ vẻ hoảng sợ, gã ta nhanh chóng lùi lại mấy bước. Tim đập thình thịch. Chỉ một ánh mắt đã dọa cho tên tán tu mặt gầy giết người như ngóe này phải lùi lại, mọi người lập tức kinh ngạc. Lâm Nhất rời mắt đi. Bế Bạch Thu Thủy lên lưng Huyết Long Mã, sau đó nheo mắt cười nói tiếp, huống hồ tại sao ta phải lùi. Giết sạch bọn chúng chẳng phải còn tốt hơn sao. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh, nhất bộ thất quyền. Xoạt xoạt xoạt. Nói xong, Lâm Nhất hét thầm một tiếng, một bước đi để lại 7 bóng ảnh, mỗi bóng ảnh đều tung một cú đấm. Mỗi cú đấm đều ẩn chứa chân nguyên lớn mạnh đã được hắn dùng tu vi huyền võ tầng 3 đỉnh phong để ngưng luyện từ Tử Diên Kiếm Quyết và Tuế Nguyệt Tâm Kinh. Bùm bùm bùm. Khi cú đấm này tới trước mặt tên tán tu một mắt, hàng loạt tiếng nổ lớn như sấm sét dưới mặt đất không ngừng vang lên, quyền mang như kiếm, kiếm hệt như quyền kiếm hợp nhất, ngoài ta còn ai? Tép danh huyền võ tầng 3 mà cũng dám làm bộ làm tịch trước mặt ta, đi chết đi. Viêm cương quyền, bách luyện thành cương. Tán tu một mắt hét lên, trên người gã ta bốc lên một ngọn lửa hừng hực, thân thể tựa như thép tinh được rèn đúc từ lò. Nhị ca cẩn thận. Tên tán tu mặt gầy vừa lùi lại thì lập tức bay về phía trước, đồng thời vội vàng la lên. Bùm. Nhưng gã ta vẫn chậm một bước, quyền mang tiếp xúc nhau như bẻ gãy cành khô. Tia quyền mang sôi trào của tên tán tu một mắt vừa chạm vào đã tan biến. Máu chảy ra từ khóe miệng, còn gã ta bị văng ra xa. Chết tiệt! Trong mắt lên tán tu mặt gầy tràn đầy giận dữ, gã ta không cho Lâm Nhất cơ hội phản ứng, bay tới dùng tay cạc một phát. Tiếng xé gió chói tai tựa bão táp mưa xa đánh úp về phía Lâm Nhất. Hai móng vuốt của gã ta trông như chiếc lưỡi câu lập lòe ánh sáng lạnh thấu xương, loáng thoáng còn lượn lờ những tia huyết khí. Trước đó các đệ tử cao gia đã có không ít người bị cào rách tim. Bị xé thành hai nửa ngay tại chỗ. Chương 680. Chiêu thức ma chảo quyết này cực kỳ đáng sợ.
nhưng Lâm Nhất rất điềm tĩnh, không hề bị tà khí quấy nhiễu. Quyền hệt như kiếm, liên tục phát ra tiếng leng keng, chân nguyên toàn thân không ngừng sao động. 42 cánh tử diên hoa ở đan điền lần lượt nở rộ, nguồn chân nguyên dồi dào như nước sông liên tục chảy ra ngoài. Viêm cương quyền. Một làn sóng nhiệt cuồn cuộn kéo đến, là tên tán tu một mắt bị đánh lùi, gã ta lau máu trên khóe miệng, nổi giận hét lên rồi xông qua. Hai đánh một à, đến đúng lúc lắm. Lâm Nhất trở nên phấn khích, nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào, ý chí chiến đấu trong mắt tăng vọt. Khiếu huyệt toàn thân loáng thoáng phun trào dòng nhiệt, đây là dấu hiệu sắp đột phá huyền võ tầng 3 đỉnh phong bất cứ lúc nào của hắn. Ba viên yêu đan vương giả huyền võ tầng 6, chỉ cần một viên là có thể giúp bất kỳ một ai ở đây đột phá ngay tại chỗ. Nhưng hắn luyện hóa ba viên mà chỉ nâng tu vi lên đến huyền võ tầng 3 đỉnh phong. Lúc này, trong trận chiến, khi tán tu mặt gầy và tán tu một mắt cùng nhau tấn công lại dường như có dấu hiệu đột phá. Sao hắn có thể không vui cho được? Không đủ, không đủ, không đủ. Tán tu huyết cốt đều là một đám vô dụng như vậy sao? Lâm Nhất gằn giọng khiêu khích, hai tay kết thành bất diệt kim cương ấn. Long hổ sinh uy kèm theo tiếng rồng ngâm hổ gầm, khí thế toàn thân tăng mạnh như vũ bão. Có sự hỗ trợ của kim cương ấn, quyền mang bắn ra làm cho trăm hoa trong sơn cốc nổ tung, cánh hoa vụn rơi như mưa. Trong màn mưa phùn mù mịt, ngũ quan tuấn tú của Lâm Nhất càng thêm góc cạnh. Một cặp quyền mang bước cho tên tán tu mặt gầy và tán tu một mắt liên tục lùi lại. Trước áp lực này, hai tên tán tu phải dùng hết toàn lực mới có thể chặn được tia quyền mang đáng sợ hơn cả bão táp mưa sa này. Đây là Lâm Nhất ư? Các đệ tử Cao gia quỳ dưới đất trợn mắt ngoác mồm, tất cả họ hợp sức với nhau còn bị giết vô cùng thê thảm. Nhưng Lâm Nhất chỉ một mình, hai nắm đấm để đấu với hai tên tán tu, đã khiến cho đối phương liên tục kêu đau. Lấy một địch hai, chẳng những không rơi vào thế bất lợi mà còn chiếm ưu thế áp đảo. Chết tiệt, sao có thể như vậy được? Bộ Trần nhìn thấy cảnh này thì không thể tin được, có gì đáng đắc ý, là do Huyết Phong chưa ra tay thôi. Ai ngờ hắn ta vừa nghĩ xong, trên người Lâm Nhất bùng nổ một khí thế kinh thiên động địa như núi lửa phun trào, hắn đột phá ngay tại chỗ và ngay trước mặt mọi người. Trong cơ thể hắn lại sinh ra một sợi huyền mạch, thăng lên huyền võ tầng 4. Hai công pháp đặc biệt, ba viên yêu đan, sau nhiều ngày tích tụ trên người Lâm Nhất bùng nổ khí thế quét ngang bốn phương. Tán tu mặt gầy và tán tu một mắt sợ tới mức biến sắc, Lâm Nhất mới huyền võ tầng 3 đã khiến họ không chịu nổi. Chương 681. Thế mà Lâm Nhất lại đột nhiên thăng lên huyền võ tầng 4, trong mắt họ lập tức lóe qua vẻ sợ hãi. Họ quay đầu bỏ chạy, không còn ý chí chiến đấu. Tưởng chạy được à? Long hành hổ bộ. Lâm Nhất khịt mũi, lúc hắn bước đi, rồng ẩn hổ gầm, rồng ngâm thì hổ nấp, uy thế long hổ không ngừng biến ảo. Sau 9 bước, tiếng hổ gầm rồng ngâm đồng thời vang lên, diễn hóa thành khí thế nuốt chửng núi sông. Mỗi bước đi giống như có rồng hổ bay lên, trong tích tắc đã đuổi kịp hai người. Bùm! Một quyền rồng bay lên trời. Một quyền hổ nhảy qua núi sông, hai quyền tung ra khiến hai tên tán tu không thể chịu nổi nữa. Phần xương trước ngực bị quyền mang đánh gãy, lục phủ ngũ tạng bị kiếm kình tàn phá tứ tung, sau khi rơi xuống đất, gã ta đau đến mức chết đi sống lại. Dừng tay! Lâm Nhất vừa định thi triển đạn chỉ thần kiếm để giết hai người. Bỗng có một tiếng quát lạnh vang lên, kèm theo tia sáng âm u bắn vào người Lâm Nhất. Hai tên tán tu ngã lộn nhào. Hốt hoảng chạy tới bên cạnh Huyết Phong. Chính chủ sắp ra tay rồi sao? Khi Lâm Nhất đánh nhau với tán tu một mắt và tán tu mặt gầy, hắn chưa từng thả lỏng cảnh giác với người này. Người này vẫn giữ bình tĩnh, khi hai tên thuộc hạ sắp chết, gã ta mới lên tiếng bảo dừng lại. Lâm công tử, hắn là Huyết Phong, xếp hạng 96 trên bảng đạo tặc. Bạch Thu Thủy ngồi trên lưng Huyết Long Mã sợ Lâm Nhất không biết nội tình. Bèn vội vàng giải thích. Đạo tặc Huyết Phong. Một cái tên rất quen thuộc, Lâm Nhất hồi tưởng lại mới nhớ ra nhiệm vụ cấp A5 sao thứ 3 của hắn chính là đuổi giết đạo tặc Huyết Phong. Nhiệm vụ lăng tiêu kiếm các vốn chuẩn bị cho Sở Hạo Vũ, người đứng đầu bảng nhân và những người thuộc 10 hạng đầu khác. Nhưng nó lại bị Lâm Nhất thuận tay nhận. Thú vị, không ngờ lại gặp ở đây, đáng tiếc lúc này không phải thời cơ đánh nhau.
đám người Bạch Thu Thủy vẫn còn ở đây nên không tiện đánh nhau. Lâm Nhất nhìn về phía người này, dẫn người của ngươi đi đi, 7 ngày sau, ở trong rừng già huyết cốt, ta sẽ đến lấy mạng của người. Bộ Trần và Tiêu Nhiên dường như nghe được một câu chuyện cười hài hước nhất. Sắp chết tới nơi mà vẫn không thay đổi được bản tính ngông cuồng, đợi đến lúc ngươi quỳ xuống, để ta xem ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy không. Hai người nghĩ thầm trong lòng. Thú vị, nếu ta không đi thì sao? Một tay Huyết Phong cầm mặt nạ quỷ, gã ta chẳng những không giận mà còn nở nụ cười. Vậy thì thanh kiếm trong tay ta sẽ lấy đi tính mạng của ngươi, tưới máu ngập cả sơn cốc, trăm hoa chỉ còn lại một màu. Trước khi mặt trời lặn, trên bảng đạo tặc của đế quốc sẽ không còn cái tên Huyết Phong nữa. Chương 682. Ánh chiều tà đỏ như máu rọi vào mặt Lâm Nhất, làm cho lời nói bình tĩnh của hắn thêm phần ớn lạnh. Tưới máu ngập cả sơn cốc, trăm hoa chỉ còn lại một màu. Trước khi mặt trời lặn, trên bảng đạo tặc của đế quốc sẽ không còn cái tên Huyết Phong. Từng câu từng chữ trong lời nói lạnh lẽo từ miệng Lâm Nhất truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng. Chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, im lặng như chết. Bộ Trần và Tiêu Nhiên đều há hốc mồm, không nói nên lời. Sau khi Lâm Nhất nói ra những lời này, nỗi lo lắng và bất an trong lòng Bạch Thu Thủy lập tức tan biến. Giọng điệu lạnh nhạt, hùng hồn của hắn khiến những người cho rằng hắn đang nói đùa trước đó bỗng dưng có một ảo giác, dường như hắn thật sự có thể làm được những gì hắn đã nói. Thế nhưng, người hắn muốn giết chính là đạo tặc Huyết Phong, một tán tu thuộc 100 hạng đầu bảng đạo tặc. Vốn dĩ, Sở Hạo Vũ đầu bảng nhân của Lăng Tiêu Kiếm Các phải liên minh với những người thuộc 10 hạng đầu khác mới có thể đi giết đạo tặc. Dựa vào một quyền một kiếm của hắn, làm sao có thể khiến mọi người tin tưởng được đây? Lâm Nhất phá vỡ sự im lặng, bình tĩnh ra lệnh, Cao Du, cưỡi Huyết Long Mã đưa Bạch Tiểu Thư đi đi. Có thể lọt vào bảng đạo tặc, dù chỉ xếp hạng 96, thực lực của Huyết Phong cũng đã đủ đáng sợ. Hai người đánh nhau tất nhiên sẽ không nương tay, thế nên chắc chắn không thể khống chế được dư chấn từ trận chiến. Với tình hình trước mắt của đội hộ tống Cao gia thì hoàn toàn không thể tránh đi được. Chỉ cần hai người đánh nhau, họ chắc chắn sẽ bị thương do dư chấn, thậm chí còn có thể chết bởi dư chấn. Mặc dù Lâm Nhất không có nhiều tình cảm với đám người này, nhưng dù sao hắn cũng không phải tán tu, không băn khoăn điều gì cả. Nhưng Huyết Phong không chịu đi, hắn cũng không còn cách nào khác. Huyết Long Mã chỉ có thể đưa hai người đi, tất nhiên phải đưa Cao Du, người hắn tin tưởng, và Bạch Thu Thủy, người phải bảo vệ được tính mạng. Những người còn lại chỉ có thể tự cầu phúc cho mình. Lâm công tử cứ giao cho ta. Cao Du trịnh trọng gật đầu, sau đó leo lên lưng ngựa, kéo dây cương cưỡi Huyết Long Mã phi nước đại. Lâm Nhất, nó hóa thành một tia chớp, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tiếng gọi của Bạch Thu Thủy cũng dần biến mất, để lại một tiếng vọng thật dài trong sơn cốc. Những người còn lại quỳ dưới mặt đất, trong đầu suy nghĩ rối bời. Chương 683. Họ muốn đi nhưng không dám đi vì sợ chọc giận Huyết Phong, bị giết ngay trước mặt mọi người. Từ lúc bước chân vào giang hồ cho tới nay, ta đã gặp không biết bao nhiêu người ngang tàng như ngươi, trước đó cũng có hai người lớn tiếng giống ngươi, nhưng bây giờ chúng lại quỳ dưới đất như một con chó, sống hay chết phải phụ thuộc vào quyết định của ta. Huyết Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, trong lời nói không có chút cảm xúc. Bộ Trần và Tiêu Nhiên đang quỳ dưới đất nghe vậy thì trên mặt đầy xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên. Máu sẽ tưới ngập cả sơn cốc, trăm hoa chỉ còn lại một màu. Ngươi nói rất đúng, nhưng máu này không phải là máu của ta. Nói xong, tà khí lạnh lẽo tỏa ánh sáng đỏ trên người Huyết Phong đột nhiên phóng ra ngoài. Chiếc mặt nạ quỷ trên tay trái gã ta biến thành một vệt sáng u ám rồi bắn ra. Ngưng khí thành kiếm, búng tay sát thương người. Lâm Nhất giơ tay lên búng ra một tia kiếm quang màu tím như có thực thể, xuyên qua không khí, ngay tức khắc bắn trúng mặt nạ. Keng! Tiếng va chạm chói tai như kim loại vang lên giữa hai người. Chiếc mặt nạ quỷ lăn một vòng nhưng không bị vỡ, chỉ lắc lư một lúc rồi chậm rãi rơi xuống đất. Ầm! Khi mặt nạ rơi xuống, khí thế trên người hai người đồng thời bùng nổ, không ngừng mạnh lên. Uy áp huyền võ tầng 6 trên người Huyết Phong hòa lẫn với tà khí màu máu, nơi gã ta đứng hệt như núi thây biển máu, nhìn mà phát khiếp.
Kiếm ý toàn thân Lâm Nhất kết hợp với yêu sát vương giả giữa hai đầu lông mày của hắn, sắc bén vô song. Tiếng rồng ngâm hổ gầm trong cơ thể vang lên, dưới sự hỗ trợ của Long Hổ sinh uy, hắn không hề sợ hãi khi đối mặt với uy áp khủng khiếp của Huyết Phong. Trong lúc họ giằng co, một khí tức đáng sợ phóng ra, các đệ tử Cao gia và nhân tài tông môn đang quỳ dưới đất đều run sợ. Choang! Khi chiếc mặt nạ quỷ hoàn toàn rơi xuống đất, bóng dáng của Lâm Nhất và Huyết Phong đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Bùm! Với tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hai người lao vào đấm nhau một cách nhanh như chớp. Bùm bùm bùm! Quyền mang nổ tung, tiếng nổ như chớp giật liên tục quanh quẩn trong sơn cốc. Trên mặt đất bóng ảnh mơ hồ, Lâm Nhất dùng quyền kiếm hợp nhất kết hợp với Tử Diên kiếm quyết, thi triển Long Hổ quyền để quyết đấu với Huyết Phong. Phá không ấn, Long phi hổ khiêu. Phá không ấn, phá rồng hổ trong lòng ta, phá tâm chi lực, rồng bay trên bầu trời, hổ nhảy qua núi sông. Huyết ma chảm, huyết đao như gió. Chương 684. Hai sát chiêu đối đầu với nhau, hai người lại đánh với nhau một chiêu. Quyền mang nổ tung, dư chấn sao động, tại chỗ có mấy người không kịp chuẩn bị, lập tức bị nổ bay mất. Đám người Bộ Trần và Tiêu Nhiên biến sắc, cuối cùng không thể nghĩ nhiều nữa, lần lượt đứng dậy lùi về sau. Sao hắn lại mạnh tới vậy? Bộ Trần cảm thấy kinh hãi một cách không thể giải thích được. Lâm Nhất chỉ mới huyền võ tầng 3, dù bây giờ đã thăng lên huyền võ tầng 4 nhưng tu vi vẫn có chênh lệch khá lớn với hắn ta. Nhưng cú đấm này lại bộc phát ra uy lực mà hắn ta không thể theo kịp, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Cùng là Long Hổ quyền, vào tay Lâm Nhất lại bức cho Huyết Phong hoàn toàn không thể để ý tới họ. Thế nhưng Long Hổ quyền của hắn ta chỉ có thể gãi ngứa cho đối phương, thậm chí Họa Long điểm tinh mà hắn ta tự hào nhất cũng trở thành một trò cười lớn. Đùng! Lại một tiếng nổ thật lớn vang lên. Tà khí màu đỏ trên người Huyết Phong bị quyền mang sắc bén nổ thành bột phấn. Nhưng quyền mang này cũng biến thành những tia sáng nhỏ ẩn chứa kiếm ý lớn mạnh, tản ra bốn phía. Dư chấn từ trận chiến của hai người lập tức tan biến như biển gầm, trăm hoa đong đưa trong gió. Chuyện gì thế này, tu vi của ta cao hơn hắn hai tầng, rõ ràng chiếm ưu thế lớn hơn, thế mà lại không có chút lợi thế nào. Trong lòng đạo tặc Huyết Phong cực kỳ chấn động. Nhưng gã ta không biết Lâm Nhất tu luyện hai loại công pháp đặc biệt cùng một lúc. Đó là Tử Diên kiếm quyết và Tuế Nguyệt tâm kinh. Lúc còn huyền võ tầng 3, hắn đã có thể đối đầu với huyền võ tầng 5, bây giờ đã thông sợi huyền phải mạch thứ tư, đương nhiên phải mạnh hơn. Nếu không nhờ hai công pháp đặc biệt ấy, với tư chất linh thể cửu phẩm của hắn, chỉ dựa vào ba viên yêu đan cấp bậc bá chủ huyền võ tầng 6 đã đủ để hắn đột phá huyền võ tầng 5. Thoạt nhìn chỉ có huyền võ tầng 4, nhưng mỗi tầng đều đã tiêu hao vô số tài nguyên, được tích lũy lâu ngày. Sao có thể để gã ta chiếm được lợi thế? Hai công pháp đặc biệt là truyền thừa từ thời thượng cổ vàng son, đâu chỉ là hư danh. Nói gã ta phải chết, trước khi mặt trời lặn gã ta chắc chắn sẽ chết. Sát thiên hạ. Huyết Phong thở một hơi rồi rút trường đao ra, vạch ra một đường đao mang dài trăm mét. Trong tích tắc, huyết quang đã che kín bầu trời, loáng thoáng có xu hướng bao trùm cả thiên hạ. Đại ca, để chúng ta giúp huynh. Tán tu một mắt và tán tu mặt gầy đã bình phục được một nửa, họ chịu đựng cơn đau dữ dội, thi triển sát chiêu của mình, ngưng tụ chân nguyên hùng hậu đánh về phía Lâm Nhất. Ngay sau đó, tia đao quang đỏ ngòm kèm theo quyền mang đỏ như lửa của tán tu một mắt, cùng với ma chảo màu đen của tán tu mặt gầy nhanh chóng đánh úp tới. Vẫn chưa chết sao? Ba sát chiêu đồng thời đánh tới, trên mặt Huyết Phong hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Chương 685. Gã ta nghĩ rằng dù chân nguyên của Lâm Nhất có thể đối kháng với gã, nhưng chung quy tu vi vẫn yếu thế hơn. Hai người đã đấu với nhau hơn 100 chiêu, gã đã hao hết một nửa chân nguyên, Lâm Nhất sẽ chỉ thế thảm hơn. Rất có thể chân nguyên của hắn chỉ còn lại 1/5, thậm chí còn ít hơn. Trước ba sát chiêu, hắn muốn sống cũng khó. Con người của Bộ Trần và Tiêu Nhiên đột nhiên co rụt lại, cả hai đều là nhân tài tông môn. Tuy thực lực hơi yếu nhưng vẫn có mắt nhìn. Bất luận là huyết sát thiên hạ của Huyết Phong hay sát chiêu do tán tu một mắt và tán tu mặt gầy nghiến răng thi triển, đều không phong hay phải chiêu mà họ có thể ngăn cản. Ba chiêu kết hợp với nhau, dù Lâm Nhất có may mắn không chết cũng sẽ bị tàn phế.
này thì khoe khoang, để ta xem ngươi sẽ chết như thế nào. Trong lòng hai người đều không có chút thương cảm nào, cả hai liên tục cười mỉa mai, đồng thời thầm nghĩ cách để chờ cơ hội chạy trốn. Tới đúng lúc lắm, nhưng Lâm Nhất lại lạnh lùng quát, vẻ mặt cũng không hề biến đổi. Lúc này, chân nguyên dồi dào trong cơ thể hắn không hề giữ lại, toàn bộ trào ra ngoài, làn da hắn phát ra ánh sáng tím tựa như một đóa tử diên hoa nở rộ giữa không trung. Dùng kiếm phục ma. Ta có một thanh kiếm, đã trải qua sinh tử, thiên trùy bách luyện, cương trực công chính, tựa như mặt trời sớm mai, như mặt trời ban trưa, như ngọn lửa hừng hực, như trái tim ta, quyết tiến không lùi, không sợ sinh tử. Đối mặt với ba tuyệt chiêu kia, nhiệt huyết trong lòng Lâm Nhất sôi trào, ngang nhiên không sợ. Hắn thi triển một ấn, dùng kiếm ý dồi dào của mình, dùng trái tim đầy nhiệt huyết này để thi triển phục ma ấn. Xoạt! Một ấn được tung ra lập tức tỏa ánh sáng vàng chói lóa, kiếm ý vô tận ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ dài 100 mét sáng rực rỡ. Ta không phải Phật, nhưng ta có một thanh kiếm, không sợ sinh tử, không sợ quần ma, ta dựa vào kiếm của ta, phục ma diệt yêu. Kiếm xuất hiện, phục ma ấn hình thành. Ấn này giống như nước lũ vỡ đê, cuồn cuộn không ngừng, tàn phá mọi thứ. Quyền mang đỏ như lửa của tên tán tu một mắt đứng mũi chịu sào, bị kiếm quang chói lóa bao trùm lấy rồi dập tắt. Tiếp đến, ma chảo do tên tán tu mặt gầy ngưng tụ cũng nổ ầm ầm. Chỉ có tia đao mang dài 100 mét do huyết phong vạch ra như một tấm lụa, đối đầu với tia kiếm quang được ngưng tụ từ phục ma ấn. Răng rắc, nhưng nó chỉ chống đỡ được một lúc đã vỡ vụn thành từng mảnh, không thể ngăn được sự cuồng bạo của phục ma ấn. Chân nguyên do tử diên hoa ngưng tụ cuốn ra xung quanh, bàn tay của huyết phong dần dần bị nứt ra, phải lùi về sau mấy bước. Uy lực của một ấn kinh khủng như thế đấy. Mọi người đồng loạt biến sắc, đặc biệt là Bộ Trần, trong mắt của hắn ta như sắp rơi xuống. Bốn ấn của Long Hổ Quyền bao gồm Kim Cương Ấn, Phá Không Ấn, Phục Ma Ấn và Chư Thiên Ấn. Chỉ cần tu luyện thành công hai ấn là có thể chính thức tu luyện chiêu thức quyền pháp để chiến đấu với kẻ địch, trong Huyền Thiên Tông có rất ít người có thể luyện thành ba ấn. Thậm chí còn có người chỉ mới luyện thành một ấn đã đi tu luyện quyền pháp. Bởi vì tu luyện bốn ấn có độ khó rất lớn, yêu cầu ngộ tính cực cao và vô cùng hà khắc. Ngay cả hắn ta cũng chỉ biết Kim Cương Ấn và Phá Không Ấn. Phục Ma Ấn, nhìn thôi đã không hiểu thì nói gì tới việc tu luyện. Chương 686. Nhưng dù là Phục Ma Ấn cũng không nên có uy lực khủng khiếp như vậy mới đúng, hắn ta đã nhìn thấy sư huynh thi triển Phục Ma Ấn ở tông môn. Làm sao hắn có thể hiểu rõ được Long Hổ Quyền hơn cả ta? Nhất thời trong lòng Bộ Trần vô cùng đau khổ, hắn ta hoàn toàn không thể chấp nhận được kết quả này. Nhưng Lâm Nhất không rảnh quan tâm nhiều như vậy, dư chấn của Phục Ma Ấn vẫn chưa tan đi, kiếm quang vẫn còn ở đó. Nhân lúc ba người bị uy thế của Phục Ma Ấn đánh lùi, hắn lớn tiếng hét lên rồi đuổi theo. Dùng kiếm Phục Ma, chém. Thất Huyền Bộ, người đi để lại bóng ảnh, hắn lao qua để lại một cái bóng mờ, Lâm Nhất mang theo uy thế Phục Ma, đấm một phát trúng tên tán tu một mắt. Bốp! Quyền mang đáng sợ ẩn chứa kiếm ý dồi dào khiến tên tán tu một mắt bị nổ tung ngay tại chỗ, không còn hài cốt, hóa thành một trận mưa máu rơi xuống sơn cốc. Không! Tán tu mặt gầy thấy Lâm Nhất nhìn về phía mình thì sợ tới mức mặt không còn chút máu, chân tê dại. Lại chém. Lâm Nhất thét dài như hát, kiếm ý toàn thân phát ra tiếng leng keng, lại thêm một quyền đấm vào người tên tán tu mặt gầy. Ầm. Trận mưa máu rơi ngập cả sơn cốc còn chưa tạnh đã nghênh đón thêm một trận mưa máu dữ dội hơn nữa. Trong sơn cốc, trăm hoa nở rộ, đua nhau khoe sắc. Giờ phút này, trăm hoa nát bét. Tất cả đều bị máu nhuộm đỏ, chỉ còn lại một màu này. Huyết ma chạm, cơn giận của quần ma. Huyết phong rơi xuống đứng vững lại, lợi dụng lúc Lâm Nhất đang giết hai tên tán tu, gã ta cầm trường đạo ánh lên tia sáng lạnh thấu xương, bộ dạng tóc tai bù xù, trông như một gã điên, không chờ Lâm Nhất thở một hơi, nhanh chân lao tới bổ một đao. Hai mắt gã ta đỏ ngầu, khi đao mang hạ xuống, tà khí toàn thân ngưng tụ thành những ma ảnh đáng sợ. Chúng cũng bổ đao xuống giống gã ta. Nhất thời trong tiếng hét phẫn nộ, ma quang và đao ảnh ngập trời như muốn nuốt chửng Lâm Nhất. Bàng môn tà đạo. Lâm Nhất khịt mũi, giơ tay cầm lấy táng hoa kiếm vừa bay ra từ trong hộp đựng kiếm.
Khi năm ngón tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, một cảm giác huyết mạch tương liên, đồng sinh cộng tử không ngừng đổ dồn vào tim. Soạt. Lâm Nhất rút kiếm ra, tiếng leng keng âm tai vang vọng khắp sơn cốc. Ánh hào quang chói lóa ở thân kiếm, kiếm ý liên tục phát ra tiếng leng keng, vô số đóa tường vi màu máu nhảy múa như một cơn ảo mộng. Hoa chẳng phải hoa, xương chẳng phải xương. Dưới những đóa hoa, bóng dáng Lâm Nhất mơ hồ, có cảm giác mông lung, khó phân biệt được thật giả. Chương 687. Huyết phong lao tới, tia sáng âm u lóe qua trong đôi mắt hẹp dài, không ngờ cơn giận của quần ma không thể đoán được bóng dáng thật sự của Lâm Nhất, tà khí huyết sắc do gã ta liều mạng tiêu hao tu vi để triệu hồi bắt đầu trở nên do dự. Mây răng 9 tầng, 4 phương 8 hướng. Gã ta do dự, nhưng Lâm Nhất không hề do dự chút nào, kiếm ra khỏi vỏ, thuận tay thi triển bá kiếm. Bá khí vô tận làm cho thân kiếm rung lên, ánh sáng chói chang như ban ngày. Mũi chân dẫm mạnh, thất huyền bộ được thi triển đến cực hạn, huyền ảnh vô tung, mặt trời ở trên cao. Nhanh lắm, ta không tránh được nhát kiếm này, nhưng ta có nguy bảo khí, cũng có thể tương kế tự kế. Phụt! Huyết phong còn đang nghĩ cách tương kế tự kế, cho đến khi đối phương kinh ngạc phát hiện kiếm quang bị bảo giáp chặn lại, vừa định đánh trả trong tình thế cùng đường bí lối. Nhưng tia kiếm quang kia lại lóe lên, không chút trở ngại chém gã ta lẫn giáp thành hai nửa. Ta đã nói rồi, trước khi mặt trời lặn, người nhất định sẽ chết. Tia nắng chiều cuối cùng rọi vào trên gò má Lâm Nhất, hắn cất kiếm vào vỏ, những cánh hoa bay múa trên trời lập tức biến mất không còn sót lại chút gì. Hoa chẳng phải hoa, xương chẳng phải xương. Khi đến thì như giấc mộng xuân không được bao lâu, khi đi thì như mây trời không biết đâu để tìm lại được. Dưới ánh chiều tà, táng hoa kiếm để lại khung cảnh hệt như một giấc mộng. Đợi đến khi Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, thi thể đạo tặc huyết phong đã bị Lâm Nhất chém thành hai nửa nặng nề rơi xuống, máu bắn tung tóe. Tiếng nổ lớn vang lên ầm ầm, bành trướng trên thi thể không hoàn chỉnh, liên tục phát ra tiếng leng keng. Tất cả mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Ba tên tán tu, bao gồm cả đạo tặc huyết phong đã bị chém chết, không ai còn sống. Đám tán tu bức ép mọi người phải run sợ quỳ xuống xin tha cứ thế đã chết. Chết trong tay của một kẻ mà không ai có thể tưởng tượng được. Lâm Nhất, người đệ tử kiếm các bị các nhân tài tông môn và hai người bộ trần mỉa mai là kẻ nhát gan, nguyền rủa chết trong sơn cốc. Hắn đã dựa vào một quyền một kiếm của mình, đường đường chính chính giết chết tên tán tu huyết cốt khét tiếng hung ác, có tên trên bảng đạo tặc. Chẳng phải trên người hắn có ngụy bảo khí sao? Bộ Trần và Tiêu Nhiên nghĩ mãi mà không ra, vẻ mặt mờ mịt. Lúc đánh nhau với huyết phong, họ đã tự mình cảm nhận được sự lợi hại của món ngụy bảo khí kia, dù là long hổ quyền của Bộ Trần hay thủy nguyệt kiếm pháp của Tiêu Nhiên cũng không thể làm huyết phong bị thương. Ở trước mặt gã ta, cái gọi là sát chiêu chỉ để gãi ngứa mà thôi. Chương 688. Đặc biệt là Bộ Trần. Họa long điểm tinh mà hắn ta luôn tự hào và cực kỳ tự tin hoàn toàn không đáng nhắc tới. Vẽ còn chưa xong đã bị một cú đấm đánh tan, sợ tới mức quỳ xuống xin tha. Quả thật vô cùng nhục nhã. Nhưng điều nhục nhã hơn là Lâm Nhất, người hắn ta không để vào mắt, không thể so sánh với hắn ta, lại dùng một nhát kiếm, chỉ một nhát kiếm đã chém huyết phong lẫn giáp thành hai nửa. Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, không ai lên tiếng. Chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất như thể vẫn chưa tỉnh giấc. Họ không thể tin được những gì vừa xảy ra trước mắt mình. Lâm Nhất thở ra một hơi, toàn thân rất nhẹ nhàng và sảng khoái. Trận chiến này được coi là trận chiến sảng khoái nhất từ khi hắn xuống núi. Bất kể là thất huyền bộ, long hổ quyền hay bá kiếm, đều được hắn thi triển đến cực hạn. Quyền kiếm hợp nhất và bả kiếm được thi triển cuối cùng đều có rất nhiều tiến bộ. Điều đáng tiếc duy nhất là thất huyền bộ vẫn không thể đại thành. Còn thiếu chút nữa mới có thể ngưng tụ kim ô ấn, không biết sốt cuộc bí ẩn trong đó nằm ở đâu. Sau khi tử diên kiếm quyết thăng lên tầng 7, hắn chưa từng tiêu hao nhiều như thế, chân nguyên toàn thân chỉ còn lại chưa tới một phần. May mà đạo tặc huyết phong đã chết. Nhờ cả vào ngươi đấy. Lâm Nhất nhìn táng hoa kiếm đã được cất vào vỏ, nghĩ thầm trong lòng. Huyền binh lên cấp siêu phẩm so sánh với bảo khí táng hoa kiếm trung quy vẫn không làm hắn thất vọng. Nếu không nhờ thanh kiếm này,
chỉ dựa vào kiếm ý của hắn để chém rách bảo giáp trên người Huyết Phong vẫn hơi miễn cưỡng. Nếu sau nhát kiếm cuối cùng, đối phương vẫn chưa chết. Vậy thì lúc này, có lẽ người gặp phiền phức sẽ là hắn. Lâm Nhất bỏ Táng Hoa kiếm vào hộp đựng kiếm, sau đó bước tới nhặt mặt nạ quỷ của Huyết Phong lên. Trong đôi mắt bình tĩnh của Lâm Nhất thoáng qua vẻ kinh ngạc, không ngờ chiếc mặt nạ đã bị kiếm khí tử diên của hắn đánh trúng mà không hề có dấu vết gì, hình như mặt sau chiếc mặt nạ còn được khắc một loại linh văn kỳ lạ, nhìn có vẻ thần bí. Bí bảo ư, để về rồi nghiên cứu sau. Lâm Nhất cất kỹ mặt nạ, sau đó lần lượt đi lục soát túi trữ vật của tán tu một mắt và tán tu mặt gầy ngay trước ánh mắt của mọi người. Soạt. Các đệ tử Cao gia và nhân tài tông môn đều nhìn hắn bằng ánh mắt nóng rực, ngay cả ánh mắt của Tiêu Nhiên và Bộ Trần cũng hơi thay đổi. Tán tu huyết cốt giết người như ngoé, làm nhiều việc ác. Của cải trên người họ cũng là một con số khổng lồ không thể đếm hết. Còn tên Huyết Phong xếp hạng trên bảng đạo tặc thì không cần phải nói nhiều, không ai có thể đoán được rốt cuộc trong túi trữ vật của gã ta có bao nhiêu thứ tốt. Họ chỉ cần có được 1/10 đã coi như là một số tiền phi nghĩa cực lớn. Nhưng bây giờ, tất cả đều sắp thuộc về tay Lâm Nhất. Dừng tay, thấy Lâm Nhất thong thả định cất túi trữ vật của đạo tặc Huyết Phong vào túi mình. Bộ Trần biến sắc, cuối cùng không nhịn được nữa mà lớn tiếng quát. Có việc gì không? Lâm Nhất nghi hoặc, khó hiểu nhìn Bộ Trần. Soạt soạt soạt. Chương 689 người có giỏi nói lại lần nữa xem. Bộ Trần và Tiêu Nhiên đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đều gật đầu, nhanh chóng bước về phía trước. Một lát sau, Bộ Trần khịt mũi, cái gan chó của ngươi cũng to thật đấy, dám ngang nhiên cất túi trữ vật của cả ba tên tán tu huyết cốt vào túi của mình. Hoàn toàn không để các nhân tài tông môn và đệ tử Cao gia chúng ta vào mắt sao. Tiêu Nhiên sầm mặt, lạnh nhạt tiếp lời, trước khi ngươi tới, chúng ta đã liều mạng một trận với đám tán tu này. Nếu không nhờ trước đó chúng ta đã khiến chúng mệt mỏi, chỉ dựa vào một mình ngươi, một tiểu tử không có danh tiếng gì, mà có thể giết được ba tên tán tu à? Hắn ta vừa dứt lời, các nhân tài tông môn và đệ tử Cao gia còn lại lập tức bị lung lay. Họ nhanh chóng đoán ra được tại sao hai người này lại đột nhiên làm khó dễ. Lâm Nhất rất mạnh, điều này không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng hắn vừa mới kết thúc trận chiến với ba tên tán tu, đặc biệt là trận chiến với Huyết Phong, chắc chắn hắn đã tốn rất nhiều sức lực. Nhiều sát chiêu đáng sợ như phục ma ấn và phá không ấn chắc chắn không thể sử dụng lại trong thời gian ngắn. Nhưng trong quá trình xem chiến, bọn họ đã nghỉ ngơi lấy lại sức. Đều ở trạng thái đỉnh cao, hoàn toàn không cần sợ Lâm Nhất. Đặc biệt là Bộ Trần và Tiêu Nhiên, bây giờ hai người hợp lại dư sức để chèn ép Lâm Nhất. Đúng, Bộ Công Tử và Tiêu Công Tử nói có lý. Thằng nhóc này, lúc trước chạy đi một mình, đợi bọn ta chiến đấu đổ máu xong lại quay về chiếm lợi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Giao túi trữ vật của tán tu huyết cốt ra đây, mọi người chia đều với nhau mới phù hợp quy tắc giang hồ. Lâm Nhất, làm người chừa đường lui, sau này dễ gặp lại. Ngươi đừng ép bọn ta làm ra những chuyện không hay. Có Bộ Trần và Tiêu Nhiên dẫn đầu, những người con cháu Cao gia và nhân tài tông môn khác cũng to gan hẳn lên. Dù sao cũng là ba túi trữ vật của tán tu, nhất là còn có tài sản kếch xù của Huyết Phong trên bảng đạo tặc khiến bọn họ không khỏi động lòng. Lâm Nhất tỏ ra hờ hững, thản nhiên nói, xin lỗi. Ta không nhìn thấy cuộc chiến đổ máu mà các ngươi nói. Nếu quỳ xuống đất xin tha cũng tính là đã góp sức, các ngươi biểu hiện cũng không tồi. Đặc biệt là Tiêu Công Tử và Bộ Công Tử, đầu cũng giấu luôn dưới đáy quần. Lẽ nào tư thế đó là kỳ công của quý phái? Thứ cho tầm mắt Lâm Mỗ không cao, thật sự không nhìn ra được. Ngươi nói cái gì? Ngươi có giỏi nói lại lần nữa xem. Bộ Trần và Tiêu Nhiên bị Lâm Nhất sỉ nhục như vậy. Lập tức nổi giận. Khí lạnh trên người bọn họ dâng tràn, sát khí trong mắt phóng ra, găm chặt vào Lâm Nhất. Cần gì phải lừa mình dối người, lẽ nào lời ta nói rất khó hiểu sao? Lâm Nhất mỉm cười nhàn nhạt, nhìn hai người, sâu trong mắt lan tràn sự giễu cợt mờ nhạt. Đám người vô dụng này, mình cứu bọn họ một mạng cũng không mong bọn họ cảm kích. Chương 690 các ngươi định làm gì? Không ngờ bọn họ lại quá đáng như vậy, đợi sau khi giết chết Huyết Phong,
nhân lúc chân nguyên của mình còn chưa hồi phục đã lập tức đánh ngược mình. Vô dụng đúng là vô dụng, lòng dạ như vậy thì cả đời cũng chỉ có thể ngưỡng vọng người khác. Những người tập võ thế hệ này chỉ cần trong lòng có một luồng khí tồn tại, không phân biệt chính tà, đều có thể xưng là hào kiệt. Nhưng nếu luồng khí này bị vẩn đục, bị lợi ích làm mê muội, tham lam vô độ, không biết tiến lùi, vậy thì có khác gì yêu thú đầy trong linh cốc kia? Hai chữ xúc sinh gán lên người bọn họ cũng chẳng có gì quá. Đồ chó tha, ta thấy người đúng là không biết điều, có tin ta chém chết ngươi luôn tại đây không? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám coi thường bọn ta, bây giờ ta và Tiêu huynh giết ngươi, xem có ai đứng ra nói giúp ngươi không? Bộ Trần tỏ ra dữ tợn, đến nước này đã lộ rõ chân tướng, hắn ta không giấu giếm thêm nữa. Bộ công tử, Tiêu công tử, cần gì phải khách sáo với hắn như vậy? Chúng ta cùng nhau ra tay xem thằng chó này có thoát được không? Hắn không biết điều, chúng ta cần gì phải nể mặt hắn? Loại này chết cũng không tiếc. Trên mặt bọn họ dâng lên sát khí mờ nhạt, lặng lẽ bao vây lấy Lâm Nhất, phong tỏa đường lui của hắn. Các ngươi tin rằng chân nguyên của ta đã hao hết rồi sao? Lâm Nhất không hề sợ hãi, nheo hai mắt lại, tức khắc khiến người ta có phần không nắm bắt được. Lúc trước, thực lực mà hắn thể hiện ra đã làm bọn họ khiếp sợ. Nếu hắn thật sự vẫn còn chân nguyên chưa hao hết, ai dám xông lên trước ắt sẽ bị hắn phản kích trước khi chết, chắc chắn sẽ đồng quy vu tận. Như vậy sẽ chỉ giúp những người ra tay sau được lợi, còn họ sẽ bị xem là coi tiền như rác. Ánh mắt Bộ Trần đầy vẻ nghi ngờ, hạ giọng nói, Lâm Nhất, ta cho ngươi một lựa chọn cuối cùng, ngươi có thể giữ lại túi chữ vật của tán tu một mắt và tán tu mặt gầy. Nhưng túi chữ vật của đạo tặc Huyết Phong phải đưa cho ta. Nếu ngươi không muốn, đổi thanh kiếm trên lưng ngươi cũng được. Tiêu Nhiên thong dong nói, nhìn chằm chằm hộp kiếm cổ xưa trên lưng Lâm Nhất, trong mắt lóe lên vẻ tham lam thoát ẩn thoát hiện. Có thể chém đứt ngụy bảo khí, chắc chắn Lâm Nhất dựa vào thanh kiếm đó. Cộp cộp cộp. Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, là Huyết Long Mã chở theo hai người Cao Du và Bạch Thu Thủy đi vòng trở lại. Các ngươi định làm gì? Bạch Thu Thủy và Cao Du chạy tới, thấy tình hình không ổn, lạnh giọng hỏi. Bạch tiểu thư đến đúng lúc lắm. Bộ Trần không đổi sắc mặt hạ giọng nói, bọn ta cùng nhau giết chết tán tu Huyết Cốt, nhưng hắn lại độc chiếm hết túi chữ vật trên người tán tu, về tình về lý đều không đúng. Tiêu Nhiên bình tĩnh nói, bọn ta chỉ nói chút lý lẽ, lấy lại thứ thuộc về mình, nhưng không ngờ người nào đó lại dùng miệng lưỡi sắc bén chế giễu ngược lại bọn ta. Huyết Phong chết rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.